Trận phá, tám người khác cũng bắn về phía không trung, đuổi theo tuyết bà bà, đảo mắt đều biến mất ở phía chân trời, tốc độ phi hành thật nhanh. Đại địa bình lặng trở lại, người có mặt ở đó ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Người chấn dư ở băng tuyết thánh địa đột nhiên cảm thấy cô độc, cảm giác thật là không an toàn, phát hiện ra tám người khác đang nhìn bọn họ chăm chăm. Tám người cũng đang do dự, lão đại của tám người liên thủ truy sát tuyết bà bà, bọn họ có nên động thủ với người của băng tuyết thánh địa hay không? Chuyện đã tới mức độ này, tất cả mọi người đều không ngốc, đại thể có thể nhìn thấu ý đồ của tám người kia. Chắc là đều chúng hoác tâm tán như tuyết bà bà nói. Tuyết bà bà chưa chắc là người lấy trộm vô lượng quả, tám người chắc là sợ xảy ra ngoài ý muốn, muốn liên thủ giết chết tuyết bà bà. Một thân ảnh đột nhiên vào đến cây vô lượng quả, chính là chấp sự của băng tuyết thánh địa tỏa trấn nơi này, hô to một câu. Người của băng tuyết thánh địa qua đây, cùng nhau bảo vệ cây vô lượng quả. Hai chữ bảo hộ nói có ý nghĩa vô cùng thâm thúy, Tay y cũng ấn lên cây vô lượng quả. Mọi người của Băng Tuyết Thánh Địa lập tức hiểu ý đồ của y, nhao nhao phi thân đến dưới tảng cây hoặc trên cây, rõ ràng ai dám làm sằng bậy, bọn họ sẽ phá hỏng cây vô lượng quả. Người của tám thế lực khác tiến thối lưỡng nan, thấy cảnh đó cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm. Người của Băng Tuyết Thánh Địa coi như đã cho bọn họ một cái cớ để không động thủ, quay lại cũng có thể báo cáo được với bên trên. Dù sao mọi người đã ở đây mệt nhọc nhiều năm như vậy, sớm chiều ở chung, không nói tới cảm tình nhiều ít cũng có chút giao tình, đột nhiên liều mạng với nhau cảm thấy là lạ. Hơn nữa, thực lực của người băng tuyết thánh địa cũng không yếu, liều mạng thì sẽ có người phải chết. Tám chấp sự của tám thế lực nháy mắt với nhau, sau đó đều lần lượt tập trung lại với nhau cách đó không xa. Làm sao bây giờ, làm sao cái gì, người ta có cây quả làm con tin, chúng ta cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy, chuyện này không cần làm quyết tuyệt quá, hiện tại 9 người đánh nhau, ai chết ai sống còn chưa biết trước được, Nhớ đâu người sau lưng chúng ta bị giết cũng khó. Không sai, chờ xem thử đi, ta nói mấy vị, ta nói cũng không phải là ý này, vô lượng quả bị trộm, vô lượng quả bị trộm, chúng ta là người trông coi, các ngươi sao lại giống như không có chuyện gì như vậy? Sợ cái gì, hiện tại nở hoa, nói rõ trái cây bị trộm từ 30 năm trước, mắc mớ gì đến chúng ta? 30 năm trước lão tử ở đây, ta ở đây cũng ngót 50 năm rồi, trước đây còn chưa phải là chấp sự. Diệp Niệm nở nụ cười, ha ha. Vậy các người tự cầu nhiều phúc đi, 30 năm trước ta không ở đây. Ai, nói cứ như ngươi sẽ không bị sao vậy, nếu bọn ta chạy, ngươi có ngăn cản hay không hả? Ngươi không dùng hết sức ngăn cản, ta xem sau ngươi báo cáo thế nào. Nếu ngươi tận lực ngăn cản, ngươi xác định là đối thủ khi bọn ta liên thủ với nhau hay sao? Diệp Niệm hết chỗ nói, thật ra ta có một biện pháp, nói nghe thử xem. Ừ, có người hất cằm lên người đang ở dưới tàng cây, tám người không phải đang truy sát Tuyết bà bà sao? đi qua thương lược, để cho bọn họ chạy, chúng ta giả bộ truy sát, trước tiên cách xa nơi này đã, trong khoảng thời gian này xem tình hình rồi tính tiếp. Cửu thánh quản người trong thiên hạ, lại không quản được lòng người trong thiên hạ. Miễn là con người, dưới tình huống không lo lộ bí mật, cái gì cũng có thể nói ra. Chuyện cho tới giờ, có vài người vì muốn giữ mạng không có gì là không thể nói. Diệp niệm không lên tiếng, kết quả ánh mắt của những người khác lần lượt nhìn chồng chọc gã. Tuyết bà bà gấp gáp trốn trên không trung, Mắt thấy phía dưới là một cái hồ lớn, định trốn vào đó. Nhưng phía sau lại có một hắc ảnh dẫn đầu phóng lên, chính là Ô Thường, hai cánh tay đẩy một cái, một quả cầu tuyết quang tựa như liệt hỏa thiêu đốt mang theo khói đen bắn về phía Tuyết Bà Bà. Tuyết Bà Bà lăng không vung trượng đánh một kích, bùm, trong nháy mắt quả cầu vỡ tan, nổ thành hắc vụ bằng bạc, trong giây lát đã nuốt chửng Tuyết Bà Bà vào trong. Leng keng, trong hắc vụ dày đặc, quanh thân Tuyết Bà Bà đột nhiên tỏa ra vô số băng nhọn như đại thụ che trời không nhìn thấy người nhưng lại thấy được một quả cầu lớn từ băng lam. Diệt sinh, ô thường quát một tiếng vang vọng trời cao. Trong hắc vụ có một hắc trường khổng lồ như kết lại từ hắc vụ nổ vang. Cạch, một trường liền phá hủy băng nhọn vĩ đại. Băng nhọn hầu như đã bị nát bấy, cự trường như đã nghiền nát quả cầu khổng lồ từ băng, trong nháy mắt nó đã bị băng giải chia năm xẻ bảy. Hắc vụ bốc lên, cự trường rời đi hiện ra một người. Trong quả cầu băng, tuyết bà bà hiện thân, quả trường chĩa vào cự trường như núi, mạnh mẽ chế trụ cự trưởng đang đẩy tới. Một tia sáng băng lam từ trên quả trưởng đâm vào trong cự trưởng như xương, khóa được một người như ẩn như hiện trong đó, chính là ô thường. Khối băng lớn đã đóng băng lòng bàn tay ô thường, mặt tuyết bà bà giữ tợn thi pháp tăng thêm, muốn lấy huyền băng hủy diệt huyết nhục của ô thường. Nhưng khối băng lớn bắt đầu hình thành vết giặt, còn có thêm mấy bóng đen ở xung quanh đang phá không mà tới, mang theo mây đen cuồn cuộn. Cạch, tuyết bà bà đột nhiên đánh một trường vào khối băng lớn, lam quang nổ bắn ra xuyên thấu lớp băng bên trong. Đang thi pháp chống đỡ không cho huyền băng nhập vào cơ thể, ô thường phải chịu đòn nghiêm trọng này, trong miệng nôn ra một búng máu, mắt tức giận trợn lên. Sau một kích, tuyết bà bà nhanh chóng xuất hiện ở phía dưới, trên người từng cột băng mang ánh sáng xanh lam thoáng hiện, tầng tầng huyền băng đột nhiên xuất hiện sau lam quang. Cạch, hai cánh tay rung lên, ô thường thoát khỏi ràng buộc của huyền băng, phong ấn băng vỡ vụn bay tứ phía, vô ý thức dùng mình một cái, môi đỏ thẫm máu tươi đánh xuống phía dưới bảy thánh còn lại đã đáp xuống mỗi người đánh nát từng tầng huyền băng lại phát hiện bên dưới mỗi tầng còn có một tầng nữa nhân cơ hội trốn vào trong nước hồ trong miệng tuyết bà bà cũng sạc ra một ngụm màu lam sáng nhanh chóng đi sâu vào hồ nước trong nháy mắt mặt hồ đông lại nhanh chóng đóng băng cả bốn phương tám hướng mặt hồ toát lên từng trận hàn khí phá vỡ tầng tầng huyền băng tám người phù không rơi xuống mặt hồ trên mặt hồ dần xuất hiện huyền băng vĩ đại như lưỡi đao cắm trên lớp băng lóe ra u quang xanh thẳm ầm um, ô thường cách không đánh ra một quyền hồ băng vỡ vụn mặt hồ nhất thời như băng thạch bằng phẳng trở lên ngổn ngang còn có thể nhìn thấy cá bị đóng băng trong khối băng vỡ ra thế giới như vậy ở trong thế giới đóng băng chính là thế giới của tuyết bà bà ánh mắt của tám người tìm bốn phía nào còn thấy bóng dáng của tuyết bà bà nữa sau khi tìm một hồi lữ vô song nhìn mọi người một lượt bụp đột nhiên một mình lắc mình đi nhanh chóng lướt về phương xa bảy người quay đầu lại nhìn đột nhiên từng người cũng lần lượt rời đi ngay cả câu bắt chuyện với nhau cũng không có lao về bốn phương tám hướng tản đi bọn họ tu vi cao thâm nhưng áp chế hoặc tâm tán chỉ có thời gian hữu hạn lúc này đều tìm chỗ trốn cũng không dám gặp ai không dám trở về thánh địa của mình bọn họ giờ không tin được ai trước tiên phải ẩn thân hóa giải hoặc tâm tán đã rồi tính sau một lúc lâu xa xa có vết dạn trên mặt phẳng của hồ nước một vệt sáng xanh lóe ra tuyết bà bà chậm rãi nổi lên mặt băng chống gậy mà đứng, trên khuôn mặt trắng bệch mang theo sát khí cực nặng. Gió lạnh phất qua mặt băng, tay áo nhẹ bay, Tuyết bà bà chống gậy đi chậm rãi, mắt lạnh lẽo nhìn tình hình bốn phía, đột nhiên ho một tiếng, trong miệng nôn ra một búng dịch lam. Chương 1993, Hoặc tâm tán là thứ ngưu hữu đạo muốn khai. Trước mặt mọi người không thể hiện, trên thực tế đã bị ma diễm liệt sinh trưởng của Ô Thường đánh bị thương rồi. Tiếp tục nhìn bốn phía, nào còn bóng người nào nữa? Hừ hừ, Tuyết bà bà cười nhạt trên mặt và trong lòng đều là tiếc nuối vạn phần, biết mình bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một có thể chu diệt tám người này. Nhưng mà tám người đó quá xảo trá, không đợi dược lực của hoặc tâm tán phát tác liền liên thủ trước đánh bà ta, ép bà ta không thể không chạy được. Hiện tại tám người cũng đã trốn đi cả, cho dù bà ta muốn tìm nhưng nghĩ tới dược lực hoặc tâm tán sẽ được giải trừ trong vòng một ngày, tìm được cũng không khác nào biển rộng tìm kim, trên cơ bản không có nhiều khả năng tìm được. Đùng, quải trượng dùng sức chọc lên mặt băng, lắc mình sông lên trời hiện tại cũng không phải lo tám người liên thủ vây công bà ta nữa, bởi vì biết tám người chỉ điên cuồng trong tạm thời, hiện tại tránh bà ta cũng không kịp. Cái gì, đại la thánh địa, xa như lai đang lật xem văn quyển trước án bỗng nhiên ngừng đầu. La phương phỉ ngồi quỳ bên cạnh gã, hai tay vịn một cánh tay của gã, vẻ mặt lo nghĩ lặp lại. Bên thánh điện nhận được tin tức tới từ vô lượng viên, nói vô lượng quả bị trộm, ngoại trừ tuyết bà bà ra thì tám thánh đều trúng độc hoặc tâm tán, cha cũng ở đó, bây giờ mấy người đang truy sát tuyết bà bà. Người của bát gia tỏa trấn vô lượng viên cũng truy sát người của băng tuyết thánh địa rồi, bọn họ không liên lạc được với cha, đưa tin mời chúng ta quyết định. Vô lượng quả bị trộm, tám thánh chúng hoặc tâm tán. Xa như lai ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn về một bên, nhìn vương tôn cùng đứng trang nghiêm ở bên cạnh, khiếp sợ, khó tin được. La Phương phỉ lo lắng nói, hiện tại bên thánh điện cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hỏi ta nên làm cái gì bây giờ, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cha sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Sa như lai vỗ vỗ tay của nàng, an ủi, chỉ là hoặc tâm tán mà thôi, độc hoặc tâm tán không chết người. La phương phỉ, nhưng bọn cha đánh nhau, lại còn trúng độc, nhớ đâu gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ. Đi, đi thánh điện, Sa như lai đứng dậy, cùng la phương phỉ đi thánh điện. Gã muốn xem nội dung cụ thể tin do vô lượng viên truyền tới rồi mới quyết định. Vương Tôn đi ra bên ngoài lầu dựa vào lan can, nhìn theo hai người rời đi sau đó dựa vào lan can yên lặng bồi hồi đợi một thời gian ngắn xa như lai lắc mình trở về rơi trên sân thượng sắc mặt nghiêm trọng vương tôn ở gần thấp giọng hỏi thế nào xa như lai trầm giọng nói quả thực đã xảy ra chuyện hiện tại tình huống của thánh tôn không rõ bên này cũng không dám quyết định gì sợ làm gì sai dẫn tới thánh tôn hiểu lầm đều mời la phương phỉ quyết định vương tôn hơi gật đầu chuyện hợp tình hợp lý thánh tôn sống chết không rõ đều sợ làm gì sai dẫn tới thánh tôn hiểu lầm đẩy la phương phỉ ra cũng không quá thích hợp ngươi không nói gì đấy chứ bây giờ không thể nói lung tung hơi có dị động thánh tôn trở về sợ rằng sẽ suy nghĩ nhiều xa như lai like, ta không nói thêm gì cả chỉ bảo phong tỏa tin tức tránh việc mọi người đều biết tới việc này vương tôn thở dài một hơi cau mày nói hoặc tâm tán hoặc tâm tán hẳn là rất dễ dàng phát hiện ra mới đúng sao thánh tôn lại bị trúng loại đồ chơi cấp thấp này nói đến chỗ này biểu hiện của Sa Như Lai hơi đặc sắc. Trong thư nói trái trên trái trên cây vô lượng quả đều là giả, trong quả giả bị người ta giấu hoặc tâm tán. Cặn kẽ thuật lại một lượt nội dung trong thư, vương tôn hơi mơ hồ, điều này sao có thể chứ? Vô lượng viên phòng thủ nghiêm mật như vậy, làm sao có thể có người trộm đồ đi được, còn có thời gian bố trí cạm bẫy, chuyện này không khỏi có chút khó tin. Sa Như Lai liếc mắt nói, ngươi không quan tâm người nào trộm vô lượng quả sao? Vương Tôn nói, có thể làm chuyện này nhất định là một trong cửu thánh nhưng rốt cuộc là ai làm cũng khó dò xa như lai từ từ nói ngươi đã quên trước đó bảo ngươi làm hoặc tâm tán rồi à vương tôn ngẩn ra quan sát gã một lượt thử dò xét ngươi đừng nói với ta rằng do ngươi trộm đấy nhé xa như lai suy một tiếng ta không có bản lĩnh đó có thể có khả năng này mà còn chờ tới hôm nay ư hoặc tâm tán là thứ nghiêu hữu đạo muốn vương tôn trợn mắt há hốc mồm một hồi ý của ngươi là nói, trái cây là do nghiêu hữu đạo trộm. Sa như lai hơi lắc đầu, lúc đầu ta không biết hắn muốn thứ bẩn thỉu này để làm gì, hỏi hắn, hắn không nói, ta cũng không để ý nhiều, không cho là thứ này có thể có ích lợi gì. Ai ngờ thủ đoạn của người kia rất quỷ quyệt, vậy mà lại làm ra chuyện này, hiện tại ta mới hiểu hắn dùng ở việc gì, cửu thánh lại mắc mưu này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta thật không biết hắn nghĩ như thế nào, làm như vậy có ý định gì. Giết không chết người, lẽ nào muốn tạo một trận rối loạn thôi sao? Có phần trẻ con một chút, vương tôn nghe tới nhập thần, nhưng trên mặt dần khó hiểu. Không đúng, cây quả nở hoa rồi, điều này chứng tỏ đồ đã bị trộm từ 30 năm trước, ta làm hoặc tâm tán mới qua bao lâu? 30 năm trước, sợ là nghiêu hữu đạo còn ở trong sơn thôn chơi bùn đó. Xa như lai, đúng vậy, theo lý thuyết thì là như thế, nhưng trái thì đích xác là nghiêu hữu đạo đã lấy rồi, ta cũng được chia một trái, làm sao có thể sai được. Hiện tại nở hoa, ta cũng không hiểu là thế nào, không biết có phải do người kia động tay động chân gì hay không. Quan hệ của người kia với hồ tộc không cạn, hồ tộc hiểu rõ cây vô lượng quả, hắn không phải không có khả năng gian lận đối với cây đó, nhưng ta không rõ hắn làm vậy thì có lợi ích gì, thật sự là không nghĩ ra. Vương Tôn kinh ngạc, hồ tộc, người có một trái vô lượng quả, nhìn gã một lượt từ trên xuống dưới, xa như lai xoay người mặt đối mặt, trước có một số việc không nói cho ngươi, thuần túy là chuyện đó không phải chuyện đùa, không thể đơn giản cho ngươi biết được, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chuyện đã tới mức này rồi, đã xuất hiện biến cố, có một số việc phải để cho ngươi chuẩn bị tâm lý trước. Trái vô lượng quả của ta vẫn trong tay hồ tộc, ngươi nhớ cho kỹ, một khi ta gặp phải chuyện bất chắc, ta sẽ nghĩ biện pháp chu toàn cho ngươi, ngươi nhận thấy bất ổn có thể trốn tới hoang trạch tử địa đi tìm hồ tộc, trái vô lượng quả kia của ta ngươi cứ cầm dùng. Nếu ta chết rồi, ngươi là cậu, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng cho huyến lệ. Vương Tôn Khượng mắt nhìn hắn, Ngươi không sợ ta hại ngươi, dành vô lượng quả sao? Sa như lai, nếu ngươi muốn hại ta, ta không có lời nào để nói. Một mình ngươi có được vô lượng quả thì có ích lợi gì? Bên hồ tộc cũng không thể đơn giản giao vô lượng quả ra cho ngươi, ngươi hại ta cũng không có tác dụng, bên hồ tộc nhất định phải xác định tình huống mới có thể quyết định có cho ngươi hay không. Ta có được vô lượng quả rồi cũng chưa hẳn là chuyện tốt, đến lúc đó La Thu sẽ không bỏ qua cho ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn có một số việc sớm muộn gì ta cũng phải đối mặt. Có vài bí mật nói cho ngươi biết là mong ngươi biết để một khi có biến, giữa ngươi và ta nhất định phải có một người sống sót, không thể đều bỏ mạng. Nếu như ngươi sống thì đồng ý với ta, cố gắng bảo vệ huyễn lệ, ta có lỗi với tỷ của ngươi, không muốn huyễn lệ lại gặp khó khăn nữa, đây cũng là nguyên nhân ta không tiếc mạo hiểm liên thủ với Ngưu hữu đạo. Viên mắt phương tôn hơi đỏ, thật sự phải tới bước đó, cho dù ta trốn vào hoang trạch tử địa cũng khó mà ra nổi, huyễn lệ ở bên ngoài sợ là ngoài tầm tay với của ta. Xa như lai, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ngoại giới, bằng vào thế lực hiện giờ của Ngưu Hữu Đạo, trừ phi chống lại chính diện với cửu thánh. Bằng không bằng vào năng lực của hắn muốn đảm bảo cho một mình huyễn lệ thì không có bất cứ vấn đề gì. chương 1994, người tính không bằng trời tính. Tiện đà lại thở dài. Chuyện cây vô lượng quả đột nhiên nở hoa, ta đoán Ngưu hữu đạo cũng không biết là chuyện gì, bằng không chuyện lớn như vậy không thể nào không nói trước cho ta biết nói đến cũng may mắn trong tình thế này ta vẫn chưa sử dụng vô lượng quả hiện tại xem ra là sáng suốt xuất hiện chuyện như này một khi la thu trở về tất sẽ muốn kiểm chứng tu vi của ta như thế nào nếu thật sự sắp đột phá thì căn bản không tránh được đối mặt với tình thế đột biến sa như lai thông báo rất nhiều rất nhiều chuyện với vương tôn nói thẳng một vài bí mật ra sau khi biết được một số chuyện chưa được biết giữa lông mày của vương tôn tỏ ra giàu dĩ giả sử đúng như đối phương nói Nghiêu hữu đạo hoàn toàn không biết cây vô lượng quả nở hoa, việc này thật không phải là do nghiêu hữu đạo sắp xếp thì biến cố lần này còn chưa biết sẽ mang tới ảnh hưởng lớn thế nào. Cũng khó trách xa như lai nói những lời như sắp xếp hậu sự như vậy. Xa như lai, xảy ra chuyện như vậy, theo lý thuyết, ta cũng nên đi ra ngoài một chuyến, đi tìm nghiêu hữu đạo nói chuyện, nhưng tình huống trước mắt không thích hợp làm như vậy. Xảy ra chuyện lớn như thế, lúc này ta lại rời khỏi thánh cảnh thì không thích hợp, sẽ dẫn tới sự hoài nghi, Người đưa tin liên lạc với hắn nói tình huống cho hắn biết để hắn chuẩn bị, cũng có thể xác nhận xem chuyện này có phải do hắn làm hay không. Vương Tôn gật đầu, lại trần trừ nói, cửu thánh đánh nhau, cũng không biết La Thu còn có thể sống trở về hay không, không phải chúng ta nên chuẩn bị gì khác sao. Sa Như Lai hỏi lại, lúc này ai dám vọng động, trước khi chưa nhìn thấy kết quả xác thực, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhớ La Thu trở về, một khi hắn nhận ra, để hắn nhìn ra ai đang chuẩn bị chuyện sau khi hắn chết hậu quả đó ai cũng không gánh nổi, đây chính là nguyên nhân những người khác đẩy La Phương phỉ ra. Chúng ta không cần chuẩn bị gì khác, chỉ cần đề cao cảnh giác, một khi phát hiện không đúng, một khi La Thu thật sự không về được, những nhà khác chắc chắn sẽ quét sạch đại La Thánh Địa, chúng ta chỉ cần chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui vào hoang trạch tử địa là được. Huống chi, chỉ dựa vào thứ thấp kém như hoặc tâm tán đã muốn làm La Thu bỏ mạng, ta luôn cảm thấy không thực tế, tốt nhất là không nên ôm huyễn tưởng đó. Còn nữa, gần đây ngươi cũng không nên rời khỏi thánh cảnh cũng cố gắng đừng rời khỏi đại la thánh địa miễn rước lấy hoài nghi không cần thiết vương tôn gật đầu hiểu rồi xa như lai ngươi đi sắp xếp đi ta tới đây chính là muốn báo cho ngươi những chuyện đó hiện tại la phương phỉ đang hoang mang lo sợ ta không quan tâm cũng sẽ làm người ta nghi ngờ ta qua an ủi nàng đây ừm được ta phải đi sắp xếp đây vương tôn lĩnh mệnh rời đi mật thư từ thánh cảnh trước tiên tới biệt viện mao lư vân cơ cầm tin đi tới mật thất nhìn thấy nghiêu hữu đạo đang khoanh chân ngồi tính tọa lại trở tay giấu thưa ở sau lưng tiến lên phía trước nói có chút việc hỏi ngươi nghiêu hữu đạo chậm rãi thu công từ từ mở hai mắt ra có phần kỳ quái quan sát nàng một lượt làm sao vậy sở dĩ cảm thấy kỳ quái là vì chưa thấy thái độ nói chuyện kiểu này của vân cơ bao giờ còn chắp tay sau lưng vân cơ vẫn là câu nói kia có chút việc hỏi ngươi nghiêu hữu đạo hoài nghi lần nữa quan sát nàng một lượt rồi mới chậm rãi nói nói vân cơ hỏi hoặc tâm tán biết không nghiêu hữu đạo hơi giật mình từng nghe nói sao vậy vân cơ người từng sử dụng không nghiêu hữu đạo lại ngẩn ra ánh mắt hơi lóe lên nhìn chằm chằm phản ứng của đối phương nói chậm thứ đồ bẩn thỉu đó nghe nói có vài người dùng lên người của nữ nhân nếu chưa chuẩn bị mà bị thuốc này đầu độc thì sẽ dễ dàng gặp tai họa ngươi không phải cho là ta cần dùng thứ này đấy chứ vân cơ người thật sự chưa từng dùng nghiêu hữu đạo người cảm thấy thiên hạ này ta muốn có nữ nhân rất khó khăn à? chỉ cần ta nhìn chúng ta cần phải dùng thứ này sao vân cơ ta không nói tới nữ nhân thí dụ như trong thánh cảnh người đã từng dùng chưa sắc mặt của nghiêu hữu đạo cảnh giác trầm giọng nói phía sau ngươi giấu cái gì vân cơ ta hỏi ngươi có dùng bao giờ chưa tin tức tới từ thánh cảnh nghiêu hữu đạo đồng thời hỏi đưa tay ra đòi vân cơ lại không nhịn được học quản phương nghi tấm tắc hai tiếng nói Xem ra thật sự đúng là ngươi làm, chuyện vô lượng quả bị trộm đã bại lộ, cửu thánh chúng độc hoặc tâm tán đang đánh nhau. Đưa tin phía sau lưng ra, thân sắc run lên, Ngưu Hữu đạo nhanh chóng nhận tin kiểm tra, người cũng xuống khỏi giường, cầm tin đi tới đi lui. Vân Cơ quay đầu nhìn nhất cử nhất động của hắn, trong lòng thật sự phục vị này. Đường đường là cửu thánh lại bị Hoặc Tâm tán của vị này gài bẫy, thật đúng là bạo dạn dám chơi. Cũng thật sự là cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, vị này dùng độc gì không dùng lại cố tình dùng loại bẩn thiểu không có tác dụng như hoặc tâm tán để chơi. Dùng hoặc tâm tán hạ độc cửu thánh, mệt cho vị này nghĩ ra được, chuyện này chơi có gì vui nhỉ. Bộp, đi qua đi lại xem xong thương yêu hữu đạo đột nhiên đập một quyền lên bàn, trên mặt là sự tiếc hận vô tật, giọng căm hận nói. Phá công như thế, xem ra mạng của cửu thánh thật đúng là chưa đến đường cùng. Vân cơ tò mò thật sự là không nín được, việc này cũng thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, hỏi. Dùng độc gì không dùng, sao lại dùng Hoặc Tâm tán vậy?" Nưu Hữu Đạo hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi có thể tìm được một loại độc không cần đi vào bên trong cơ thể, chỉ cần chạm ở bên ngoài cơ thể đã trúng độc không? Nếu có, ta còn cần phải dùng Hoặc Tâm tán sao?" Vân Cơ hơi khó hiểu, "Vậy cũng không cần dùng Hoặc Tâm tán chứ? Ngươi không cho rằng loại độc bẩn thỉu này có thể giết cửu thánh đấy chứ?" Nưu Hữu Đạo hừ lạnh, nói, "Ta chỉ muốn bọn họ mất năng lực tự bảo vệ mình một thời gian." ta lấy được vô lượng quả đủ để tạo ra một nhóm cao thủ nguyên anh, đợi cơ hội thích hợp ta sẽ mang người vào, lại khui chuyện vô lượng quả bị trộm ra, cố gắng có thể một lần là xong. Ta cũng không định động tay để bọn họ trúng loại độc này đâu, chỉ là tiện tay để lại một chiêu mà thôi, xem có thể có cơ hội hay không. Vân Cơ bừng tỉnh, hiểu dụng ý vị này dùng hoặc tâm tán. Một khi cơ hội tới sẽ khui việc vô lượng quả bị trộm ra, sau khi cửu thánh trúng độc bố trí thỏa đáng ở bên ngoài vô lượng viên thì cho dù cửu thánh chạy đằng nào cũng sẽ bị hắn biết được. Bên này, một nhóm cao thủ Nguyên Anh kỳ lẻn vào thánh cảnh hoàn toàn có thể thừa dịp đó mà lấy mạng bọn họ. Chuyện này mà ngươi cũng làm được, nhiều hữu đạo, người đúng là âm ngoan. Vân cơ tấm tắc lắc đầu, nói không rõ là khen hay là trào phúng. Mới vừa hỏi ngươi, ngươi còn sống chết không thừa nhận, dám phá tường mà không chịu gió lùa nhỉ. Đây là sát chiêu ta dự lưu, có cần phải đường hoàng hay sao? nghiêu hữu đạo bất mãn tiện đà lại ngửa mặt lên trời than thở không ngờ chín vị đó đều không nhịn được mà bị đầu độc đáng tiếc là trời không tuyệt bọn họ vân cơ vẫn hữu dụng coi như là đã trúng kế ly dán của ngươi tám thánh không phải đã liên thủ truy sát tuyết bà bà rồi đó sao nghiêu hữu đạo lắc đầu cho dù thật có thể giết tuyết bà bà ngươi cảm thấy cửu thánh cùng tám thánh khác nhau ở chỗ nào chuyện vô bổ ta thật là bực mình cây vô lượng quả nhất định sau 30 năm hái trái thì mới nở hoa được chuyện này mới qua được bao lâu, sao lại đã nở hoa rồi. Người tính không bằng trời tính mà, đáng tiếc tình huống thật sự vẫn chưa biết được, trên người hắn trước đây chưa gặp phải chuyện thế này bao giờ. Vân cơ hiểu hắn tiếc hận cái gì, nếu thật là thuận theo ám chiêu của hắn mà phát triển, cửu thánh thật sự có khả năng bị một gậy lật úp, thật sự có thể một lần là xong. chương 1995, nguyên nhân nở hoa trước thời hạn một. Chính xác là đáng tiếc, chỉ có điều hôm nay xem như ta đã được lĩnh giáo, gặp mấy người giết người không thấy máu như mấy người tu vi cao đi nữa cũng không sánh bằng sự hung ác của lòng người ngươi cũng đừng buồn bực bên thánh cảnh cũng đang hỏi ngươi hỏi cây nở hoa trước hạn có phải do ngươi ra tay hay không như hữu đạo vừa bực mình vừa buồn cười quỷ mới biết chuyện này là thế nào ta đã nói cả rồi trời không tuyệt cửu thánh nếu ta biết há có thể không chuẩn bị kịp phân cơ được rồi ta về đây như hữu đạo giơ tay lên hồi âm thông báo với bên kia ta muốn vào thánh cảnh một chuyến có gì đợi gặp mặt rồi nói chuyện vân cơ cả kinh ngươi thật vất vả mới ra khỏi thánh cảnh được giờ lại muốn vào nhớ đâu không ra được thì làm sao bây giờ ngón tay của ngưu hữu đạo liên tục gõ vào mặt bàn chuyện nở hoa trước hạn nếu ta không biết rõ tình huống thì còn nguy hiểm hơn ai biết được chuyện này có phải là âm mưu của cửu thánh hay không thông báo bên kia tiếp ứng ta là được được rồi vân cơ xoay người đi chậm đã ngưu hữu đạo trần nói dường như nhớ ra cái gì đó Vân cơ xoay người nhìn hắn, chờ hắn nói. Như hữu đạo, nâng tay lên lại từ từ buông xuống, hơi bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Hiện tại ta vào thánh cảnh chắc chắn là không thích hợp, nếu chuyện này là thật, kế tiếp cửu thánh có thể sẽ phong tỏa cửa ra vào thánh cảnh để nghiêm tra, không nói tới việc có thể vào được đó không, nếu vào được chỉ sợ cũng khó mà ra. Hồi âm nói cho bên kia, trước tiên xác định cây vô lượng quả có thật sự nở hoa hay không, nếu nở thật thì bảo hắn đi tìm hồ tộc. Trong toàn bộ thánh cảnh, mức độ thấu hiểu cây vô lượng quả sợ là không có ai hơn được hồ tộc. Bảo bên kia rằng sau khi biết rõ tình huống thì nhanh chóng hồi âm cho bên ta, nếu không nắm được tình huống, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhớ đâu là do cửu thánh gài bẫy đợi ta chui đầu vào lưới thì sao. Sẵn kỹ, bảo bên đó hành sự cẩn thận, vân cơ nghi hoặc hồ tộc, như hữu đạo không nhịn được nói, về sau ngươi sẽ biết, vân cơ không hỏi tới nữa, lại lo lắng nói, chuyện ngươi lấy trộm vô lượng quả có thể bị phát hiện hay không. Nhiêu hữu đạo lại gõ bàn một cái, ôn tồn nói. Đây chính là chỗ ta muốn làm cho rõ ràng, nếu thật sự nở hoa trước thời hạn thì dễ xử lý, trái hái rồi 30 năm sau mới có thể nở hoa, không cần làm gì cũng che giấu được. Nếu không phải thì sẽ phiền toái lớn. Vân cơ suy nghĩ một chút, cũng phải, lại nhìn hắn chăm chú, hỏi. Từ việc này ta đột nhiên nghĩ tới một việc, nếu thật sự trừ khử cửu thánh, ngươi là người một tay đào tạo ra nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy, kết cuộc sẽ thế nào? lớp người mới thay người cũ, Nghiêu Hữu Đạo than thở, ta nói nữ nhân các người ấy mà, nghĩ tới việc gì có thể dùng đầu một chút được không, tự ta cũng là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, có gì phải sợ. Ta thấy Độ Vân Sơn có thể tồn tại nhiều năm như vậy toàn dựa vào ngươi có thể chạy trốn mà thôi. Đừng nghĩ tới những thứ vô dụng này nữa, trước tiên sớm hồi âm lại bên đó đi, chuyện này quan trọng hơn, hiểu không? Vân cơ liếc mắt muốn nổi giận, nhưng biết trước mắt không phải chuyện đùa, có thể sẽ phát sinh liên tiếp những chuyện khác nên tạm chưa tính toán, nhanh chóng xoay người đi làm việc. Không ngoài dữ liệu của Ngưu Hữu Đạo, việc ra vào thánh cảnh quả nhiên bị nghiêm khắc khống chế, muốn dịch dung để ra vào cũng không thể. Đại La Thánh Địa, La Thu biến mất một thời gian đã trở về. Mất tích cả ngày, sau khi hóa giải độc tính hoặc tâm tán liền lập tức trở về. Trở lại một cái, cửu thánh lập tức liên thủ quản chế nghiêm ngặt thánh cảnh, còn chuyện tám người truy sát huyết bà bà, nếu không giết chết được, quay lại lập tức coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong lòng tuyết bà bà có tức giận cũng không có cách nào, một mình bà ta có thể tìm tám người đòi lại mặt mũi hay sao? Nếu làm được cũng không cần chờ tới hôm nay, những chuyện tương tự kỳ thực vẫn luôn xảy ra nhiều lần giữa chín người. Chín người đều không thừa nhận mình lấy trộm vô lượng quả, chuyện 30 năm trước ngay cả nhớ cũng không nhớ rõ, cũng không nhớ 30 năm trước vô lượng viên có chuyện dị thường gì phát sinh. Nhưng trước mắt người trong vô lượng viên đã chạy sạch, đuổi giết, bị đuổi giết, cũng bị mất tích. Sau khi người bị đuổi giết, người thì chạy mất, bản thân mình cũng được an nhàn. Đối với cửu thánh ngồi ở trên cao đã bao nhiêu năm nên đủ để hiểu rõ tâm thái của những người bên dưới. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nở hoa. Bên ngoài sử dụng rất nhiều lực lượng để truy tìm ra các trì, trong đó cũng tiến hành tìm kiếm người mất tích khi đuổi giết trong vô lượng viên. Một thánh cảnh lớn như vậy tính điều động bao nhiêu người? Bên trong bên ngoài đều giáo giết làm việc, không loạn thành một đoàn cũng khó. Phải xử lý từng chuyện từng chuyện một. Huống chi đã phong tỏa cửa ra rồi, những người đó cũng chạy không thoát. Trước mắt quan trọng nhất là điều tra xem vô lượng quả bị người nào đánh cắp. Chuyện đã từ 30 năm trước, muốn truy xét cũng khó, chỉ có thể bắt đầu từ kết quả sau khi sử dụng mà thôi. Ai sử dụng vô lượng quả chính là bằng chứng. Đại La Thánh Điện, đệ tử của La Thu lần lượt đi vào, La Thu triệu từng người vào nói chuyện riêng. Sau khi người đi ra ngoài thì giữ kín như bưng, không chịu tiết lộ đã nói những gì. Cho tới khi Sa Như Lai ra ngoài mới biết La Thu muốn làm gì. Chuyện nằm trong dữ liệu, La Thu muốn xếp hạng tu vi của đệ tử. Đương nhiên Sa Như Lai sẽ không có vấn đề gì, sau khi thoát được một kiếp liền nhìn La Phương Phỉ mới đi qua người mình. Đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của La Phương Phỉ, Sa Như Lai cũng giống vậy, không hề tiết lộ gì cả. Ngay cả La Phương Phỉ cũng phải vào trong đó, người có năng lực gian lận một người cũng không buông tha, đều phải chịu tra xét của La Thu sau khi xác nhận đệ tử cùng người bên cạnh không có vấn đề la thu lập tức ra lệnh đệ tử tạo thành đội ngũ tra xét tiến hành tra xét toàn bộ người trong đại la thánh địa để phòng gian lận nên sẽ tiến hành tra xét chéo giữa các nhóm không còn cách nào khác có một số việc phải dựa vào người phía dưới làm việc nhiều người như vậy dựa vào một mình la thu tra xét thì tới khi nào tất cả mọi người trong đại la thánh địa đều bị kiểm tra một lượt cũng không phát hiện ra vấn đề gì không chỉ là đại la thánh địa mỗi người trong cửu thánh đều dối rít tiến hành việc tra xét người trong thánh địa của mình. Kỳ lạ là, tất cả đều không tra ra được vấn đề gì. Sau đó cửu đại thánh lại tiến hành tra xét toàn bộ người trong thánh cảnh, tra xét chéo, ứng với việc mỗi người đều phải thay phiên chịu người của cửu đại thánh tra xét. Người trong thánh cảnh mặc dù còn lâu mới nhiều bằng người bên ngoài nhưng cũng là một khối lượng công việc không nhỏ. 30 năm qua rồi, cửu thánh vẫn kiên trì từng bước. Hoang trạch tử địa, trong đầm lầy sâu nhất của tòa Sơn Lâm, Sa Như Lai đang đứng cạnh một con phi cầm tòa kỵ, một mình chờ ở đó Lúc động tĩnh truyền tới, Sa Như Lai quay đầu nhìn lại Chỉ thấy tộc trưởng hồ tộc là Hắc Vân đi tới cùng với một nữ tử Mỹ mạo như tiên Mặc ngân thường, chính là lão tộc trưởng hồ tộc Ngân Cơ Sa Như Lai nhìn thấy người xuất hiện thì con người đột nhiên rụt lại, thậm chí có vài phần kinh ngạc Trước mắt, trên khuôn mặt phong hoa của Ngân Cơ nhộn nhạo nụ cười lạnh nhạt Hạt cát nhỏ láo cá nam đó đã trưởng thành rồi, sắp không nhận ra nổi rồi hầu kết của Sa Như Lai lên xuống, khó có thể tin nói. Sư, sư nương, ngài, ngài không phải, hắn sẽ không nhận lầm, khi đó còn nhỏ nhưng đối với sư nương xinh đẹp hắn có ấn tượng rất sâu, huống hồ người ta còn gọi mình là hạt cát nhỏ. Nhưng mà với hiểu biết của hắn, vị sư nương này không phải đã gặp nạn rồi sao? chương 1996, Nguyên nhân nở hoa trước thời hạt 2. Ngân cơ, như hữu đạo không nói cho người biết sao. Xa như lai nhìn về phía Hắc Vân, không biết có chuyện gì xảy ra trong lòng cũng xuất hiện nghi ngờ không biết phía sau nghiêu hữu đạo còn có bao nhiêu bí mật ngân cơ căn bản không có ý định lộ diện nghe nói ngươi qua đây biết ngươi đã cưới phỉ nhi nên muốn thăm ngươi một chút ngươi và phỉ nhi vẫn ổn chứ trong đầu xa như lai like trong chốc lát không rõ đến cùng là có chuyện gì thỉnh thoảng nháy mắt với hắc vân nhưng hắc vân không nói lời nào không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói vẫn tốt ngân cơ than thở thật không ngờ hạt cát nhỏ thích khóc nhẹ năm đó lại lấy nữ nhi của ta, vậy mà đã thành con rể của ta rồi. Sau khi ta rời khỏi Đại La Thánh Địa, mấy năm nay phỉ nhi sống thế nào, có thể nói cho ta một chút không? Sa như lai khựng lại một hồi, hỏi, sư phụ biết ngài còn sống không? Ngân cơ, vốn hẳn cho là ta đã chết, nhưng lần trước phỉ nhi tới cứu nữ nhi của ngươi, nói vậy chắc là hắn cũng đã đoán được ta còn sống. Lần trước, Sa như lai nhớ lại chuyện lần trước. Lần trước Nghiêu Hữu Đạo nói để La Phương phỉ tới cứu người, nói là thu nhất định sẽ bằng lòng lúc đó hắn đã cảm thấy kỳ quái hiện tại dường như đã hiểu ra chút gì đó thử hỏi mấy năm nay ngài vẫn trốn ở hoang trạch tử địa sao ngân cơ nở nụ cười coi là vậy đi nếu có một số việc nghiêu hữu đạo không nói cho ngươi vậy thì chờ có cơ hội thích hợp sẽ nói cho ngươi biết thôi chuyện giữa ngươi và nghiêu hữu đạo ta đều biết ta cũng có tham dự ngươi yên tâm ta không phải là người ngoài hạt cát nhỏ nói cho ta biết sau khi ta rời khỏi đại la thánh địa Mấy năm nay Phỉ Nhi sống thế nào, người không phải đã định cưới người khác sao? Sao tại sao lại lấy Phỉ Nhi? Sa Như Lai lại nhìn Hắc Vân một cái, rốt cục Hắc Vân cũng lên tiếng. Yên tâm đi, là người một nhà, cũng là người mà Ngưu Hữu đạo tín nhiệm. Sa Như Lai trầm mặc một chút, từ từ nói, sau khi sư nương rời đi, hầu như ta vẫn ở bên cạnh sư muội. Liên tục kể lại những chuyện cũ, quá trình trưởng thành của hắn dường như là lớn lên cùng La Phương Phỉ. Sau khi Ngân Cơ rời đi, có thể là vì vấn đề tuổi tác làm La Phương Phỉ cứ tập tĩnh đi theo phía sau hắn. La Thu liền sắp xếp cho Sa Như Lai ở cạnh La Phương Phỉ, trên cơ bản chính là để cho Sa Như Lai làm bạn chơi cùng với nữ nhi. Sa Như Lai vẫn coi La Phương Phỉ là muội muội mà chăm sóc. Lúc La Phương Phỉ còn rất nhỏ, bình thường hắn liền cóng La Phương Phỉ đi chơi khắp nơi. Sau đó, hai người cũng dần dần trưởng thành, La Phương Phỉ cũng vẫn rất dính hắn, có thể là quen chơi cùng với hắn nhưng sau đó sa như lai lại gặp được nữ tử tâm nghi muốn lấy nàng làm vợ la phương phỉ vì vậy mà khóc lóc láo loạn nói sa như lai đã đồng ý trưởng thành sẽ lấy nàng chất vấn hắn tại sao lại muốn cưới người khác có mấy lời hứa hẹn đều là nói từ thuở thiếu thời không thể coi là thật sau khi sa như lai lớn lên cũng căn bản không cho là thật vẫn coi la phương phỉ như sư muội như tiểu muội không hề có tình yêu nam nữ nhưng không biết tại sao la phương phỉ lại tưởng là thật La Thu cũng không quá đồng ý với hôn sự này, có lẽ là vì đau lòng nữ nhi nên mới ngầm ra hiệu với Sa Như Lai rằng nguyện ý cả con gái cho hắn. Nhưng lúc đó Sa Như Lai đang có tình cảm thắm thiết ngưỡng mộ nữ tử mối tình trong lòng, liều lĩnh không muốn cưới, cuối cùng hắn được như ý nguyện. Sau cùng, hắn mới biết được hậu quả của việc không môn đăng hộ đối là như thế nào. Nghiêm phạt của La Thu với hắn cũng rất tàn khốc, nữ tử tâm nhi của hắn sống một ngày dài bằng một năm, cuối cùng bị ngộ hại nhưng hắn lại bất lực. Sau này, hắn đối mặt với hiện thực vẫn cưới la phương phỉ chuyện đại khái là như vậy có một số việc hắn tóm tắt chỉ có điều vấn đề ngân cơ quan tâm cũng coi như đã nhận được câu trả lời thuyết phục mấy năm nay la Thù vẫn rất sủng ái la phương phỉ vẫn chưa để la phương phỉ phải chịu ủy khuất gì nhiều năm như vậy lần đầu biết rõ ràng giai đoạn trưởng thành của nữ nhi ngân cơ khóc như mưa ôm ngực nỗi khổ cốt nhục chia lìa kéo tới thấy nữ nhân này khóc không ngừng xa như lai cũng không biết nên làm thế nào mới tốt quyết định quay lại sẽ hỏi Ngưu Hữu Đạo xem có chuyện gì xảy ra, tạm mặc kệ bà ta, nói với Hắc Vân. Tộc trưởng, ta không thể dây dưa lâu ở đây, tin là ngươi cũng biết. Hắc Vân gật đầu, chuyện gì, ngươi hỏi đi. Xa như lai, vô lượng viên đã xảy ra chuyện. Sau khi hắn kể đại khái tình huống một lượt thì truy hỏi chỗ mấu chốt. Hiện tại Ngưu Hữu Đạo không tiện tới đây nhưng muốn ta làm rõ chuyện cây vô lượng quả là như thế nào, sau khi trái bị hái xuống không phải 30 năm sau mới mở hoa sao vì sao mới chừng một năm ngắn ngủi đã nở hoa rồi. Hồ tộc các người hẳn là rất hiểu cây vô lượng quả. Hắc Vân Cao mày nói, lại có chuyện như vậy sao? Sa Như Lai kỳ quái hỏi, ngay cả người cũng không biết à. Hắc Vân hơi lúng túng nói, nói thật, ta ra đời ở hoang trạch tử địa, căn bản chưa thấy cây vô lượng quả bao giờ, những chuyện biết được đều là nghe lão nhân trong tộc nói thôi. Vẻ mặt Sa Như Lai câm nín, nở hoa trước thời hạn, không phải là không có khả năng này. Ngân Cơ ở một bên đột nhiên lên tiếng, Sa Như Lai cùng Hắc Vân đồng thời nhìn lại, chỉ thấy bà ta đang dùng tay áo lau nước mắt. Ngân Cơ bình ổn tâm tình, nhìn chằm chằm Sa Như Lai nói: "Hạt cát nhỏ, người mới vừa nói hồ tiên quả bên trong vô lượng viên đã khoảng 200 năm chưa được hái, nếu thật sự là như thế, việc nở hoa trước thời hạn hoàn toàn có khả năng." Sa Như Lai lập tức nói: "Nói là 200 năm chưa từng hái, hẳn là không sai, sư nương biết nguyên nhân sao?" Ngân Cơ vỗ vệt nước mắt trên mặt Trước kia hồ tiên quả có nhiều, lúc trái chín sẽ không tiếp tục để trên cây, hồ tộc sẽ hái xuống đúng lúc. Sau khi hái trái, 30 năm hoa nở, 30 năm kết quả, 30 năm quả chín, không sai lệch. Nhưng hồ tiên quả là kỳ chân dị bảo của trời đất này, không giống với trái cây bình thường, khi nào nở hoa kết trái không bị mùa hạn chế, cũng không chịu ảnh hưởng của thời tiết. Sau khi cây hồ tiên quả hấp thụ được đầy đủ linh khí của thiên địa mới có thể nở hoa, hấp thụ đầy đủ linh khí thiên địa mới có thể kết quả, hấp thụ đầy đủ linh khí thiên địa thì trái mới có thể chín. Hồ tiên quả trong vô lượng viên sau khi chín lại bị treo quá lâu trên cây, cây vô lượng quả sớm đã hấp thụ đủ linh khí thiên địa để nở hoa, sau khi trái cây bị hái, nở hoa trước hạn cũng không phải chuyện khó hiểu gì. Vì vậy, chuyện nở hoa trước hạn hoàn toàn có khả năng tồn tại. Xa như lai bừng tỉnh, nhưng lại không nhìn được liếc mắt nhìn hắc vân một cái, phát hiện ra vị sư nương này dường như còn biết rõ chuyện về cây vô lượng quả hơn cả tộc trưởng hồ tộc, thử hỏi. Sư nương, việc này liên lụy quá lớn, không phải chuyện đùa, ngài có thể xác định chính xác là như thế đúng không? Hắc Vân liếc mắt nhìn hắn, nói thầm trong lòng, đúng là đồ không có mắt, toàn bộ hồ tộc sợ rằng không ai biết rõ hơn vị này. Ngân cơ mỉm cười mang theo vệt nước mắt, sau khi ngươi về thì nói với nhiều hữu đạo, nói là ta nói, hắn tự nhiên sẽ rõ. Được, xa như lai gật đầu, chắp tay nói, sư nương, tộc trưởng, ta vâng mệnh tới vô lượng viên trước, thuận tiện rẽ vào đây hoàn thành giao phó của Ngưu Hữu Đạo, không tiện ở lâu, bằng không sẽ dễ làm cho người ta nghi ngờ. Ngân cơ hỏi, người muốn đến trông coi vô lượng viên sao, nghe nói người vào vô lượng viên rất khó dễ dàng ra ngoài được, phỉ nhi phải làm sao giờ. Lời trong lời ngoài vẫn là vướng viết nữ nhi của mình. Xa như lai, cũng không phải trông coi trong thời gian dài, tạm thời trông coi thôi. chương 1997, mục 1, 1 Hiện tại vô lượng viên xảy ra chuyện, Đại trận phòng hộ bị phá, muốn xây dựng lại lần nữa cần một chút thời gian. Thêm nữa, hộ vệ vốn ở vô lượng viên đều đã chạy rồi. Mọi việc phức tạp, trái cây cũng đã mất. Cửu Thánh chỉ phái người tạm thời trông hộ cây mà thôi. Bên này ta cũng nhận được giao phó của Ngưu Hữu Đạo tìm hiểu nguyên nhân nở hoa trước thời hạn ở hồ tộc là một chuyện, chuyện khác là muốn xác nhận cây có phải đã thực sự nở hoa trước hạn hay không. Ngưu Hữu Đạo lo đây là cảm bấy của Cửu Thánh, cho nên ta lĩnh cái mạng này cũng phải đi điều tra rõ tình hình. Ngân Cơ thì ra là thế, những chuyện ngươi làm rất nguy hiểm, nhớ mà bị bại lộ ra một chuyện thôi thì La Thu cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định nhớ phải cẩn thận chút. Có thể nói ra câu này là vì bà ta hiểu rất rõ, La Thu sẽ không tha thứ cho việc phản bội và lừa dối, đừng nên đạp vào vết xe đổ của bà ta. Vâng, Sa Như Lai đồng ý rồi chắp tay cáo từ, sau đó ngồi tỏa kỵ phi cầm bay lên không trung. Hai người đứng phía dưới nhìn theo, gặp được con rể, tâm tình của ngân cơ rất phức tạp, có thể cảm nhận được sự không thân thiết của người này. Bà ta rất rõ, ngay cả nữ nhi mình cũng không biết mình tồn tại, mình đột nhiên xuất hiện chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chấp nhận được, huống hồ là con rể của mình. Trên không trung, xa như lai trải qua sự xáo trộn nhận thức cũng có tâm tình phức tạp, đột nhiên lại xuất hiện mẹ vợ, thật sự là quá đột ngột, có cảm giác như nằm mơ vậy. Khốn kiếp, chợt mắng thầm một câu, đối tượng bị mắng là nghiêu hữu đạo xa như lai không biết nghiêu hữu đạo đang dở trò quỷ gì đột nhiên cho hắn có thêm một bà mẹ vợ trước đó lại không hề tiết lộ chút tin tức nào cho hắn cả từ trong lời nói của ngân cơ có thể nghe ra được nếu không phải ngân cơ muốn gặp hắn một lần chủ động đi ra gặp mặt sợ rằng hắn vẫn sống trong mơ hồ trên thực tế hiện tại vẫn mơ mơ hồ hồ sư nương đã chết từ lâu lại còn sống còn trốn ở hồ tộc còn nghiêu hữu đạo lại cấu kết với sư nương hiện tại hắn mới phát hiện phía sau nghiêu hữu đạo vĩnh viễn giống như một mê cung Vĩnh viễn làm người không sờ được sâu cạn thế nào. Vĩnh viễn làm người không nắm rõ được từ lúc nào đã bắt đầu. Khi người tự cho là đã rất hiểu rồi lại phát hiện phía sau còn sương mù dày đặc hơn. Năm đó lúc ở Thiên Đô bí cảnh coi như bản thân mình đã biết. Kết quả thì sao? Sau khi âm thầm liên lạc với Ngưu Hữu Đạo, cho rằng đã biết. Kết quả Ngưu Hữu Đạo trói nữ nhi của hắn lại. Sau đó lại có cả hồ tộc xuất hiện. Sau khi cấu kết với Ngưu Hữu Đạo, cho là mình đã biết. Kết quả Ngưu Hữu Đạo đã cóng hắn vào trộm vô lượng viên sau khi biết chuyện vô lượng quả cho rằng đã biết kết quả mẹ vợ vốn đã chết của hắn lại xuất hiện còn cả tên ô thường kia nữa tại sao phải cứu viên cương thánh tử gặp quỷ thánh tử còn tạm được theo lý thuyết đã làm nhiều chuyện liều mạng như vậy đổi lại là người bình thường nếu không biết rõ nguyên nhân chắc chắn sẽ không làm nhưng mà bên cạnh nghiêu hữu đạo hình như có một đám bao gồm cả bản thân hắn dù biết rõ gặp nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu bán mạng giúp nghiêu hữu đạo mà người kia tựa như một củ hành tây lột một tầng lại một tầng, phát hiện bên trong vẫn là một tầng bao một tầng. Có đôi khi hắn hận không thể một đao bổ ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc là có thứ gì. Trường thái học nước Tấn, tất cả dường như đã bước vào quỹ đạo. Sau khi trường quán hoàn tất việc tu sửa, hoàng đế ủng hộ, đối đãi hài hòa với lũ triều thần, cộng thêm Thiệu Bình ba theo dõi, đốc thúc khiến tất cả mọi chuyện trong trường thái học đều đang được đẩy mạnh. Hiện tại cái thiếu nhất chính là cần nhiều học sinh ưu tú hơn, cũng cần có nhiều lão sư hơn những chuyện này cũng là trọng điểm làm việc của thiệu bình ba đang lợi dụng sức mạnh của nước tấn đào móc lương sư từ khắp nơi trong thiên hạ trường thái học mặc dù mới vừa được thành lập không lâu nhưng lực ảnh hưởng đã dần hiển lộ lực ảnh hưởng nhường đó đến từ những sĩ đồ học sinh tới từ bắc châu triều đình nước tấn cần dùng người cấp thêm nữa thái thúc hùng có ý định thử phái những người đó tới chiếm quyền sở hữu lâm thời của vệ quốc mà những người này cũng không phụ kỳ vọng của thái thúc hùng mỗi người đều có sở trường riêng mỗi người đều có năng lực lớn ở chức vị của mình đều có hào quang rực rỡ, năng lực kinh doanh thực chiến cực kỳ rõ rệt, không phải hạng người tầm thường có thể bị kịp. Thống soái tối cao tư mã cao phẩm chiếm được nhiều lãnh địa nên càng được khen ngợi hơn, hy vọng Thái Thúc Hùng có thể phái thêm thần cán có năng lực kinh doanh như vậy tới các địa phương khác. Không phải cao phẩm muốn nhúng tay vào việc thống trị ở địa phương, bây giờ là thời gian chiến tranh, một hậu phương ổn định có năng lực tiếp tế, tiếp viện và khôi phục nhanh chóng, một hậu phương có dân tâm ổn định, những lợi ích khác thì không nói, ít nhất có thể giải thoát không ít binh lực cho cao phẩm. Thái Hùng Thúc thấy thế có thể nói là đặc biệt mừng rỡ. Chỉ hận trên tay có quá ít người tài giỏi như thế, không thỏa mãn được nhu cầu cao của cao phẩm, vì vậy đã đặt kỳ vọng cao vào những học sinh được bồi dưỡng trong trường thái học. Mà sĩ đồ, học sinh ở trong đó có được không gian thể hiện cực lớn nhờ vào lực ảnh hưởng của thiệu binh ba ở sau lưng. Thiệu binh ba sáng lập ra một hoàn cảnh thoải mái cho bọn họ, chỉ ít bên triều đình sẽ không có ai làm khó dễ lúc gặp chuyện thiệu bình ba sẽ mang công chúa và chức đại thần ra để biện hộ trợ giúp mà sau khi trải qua một chút đau khổ các sĩ đồ học sinh vào học viện cũng đã không ra một chút khi ứng phó với một số việc trở lên khá linh hoạt trước đây lúc ở bắc châu thiệu bình ba từng nói có chỗ dựa là thiệu bình ba có một số việc sẽ không gặp phải tấn quốc sau khi trải qua đau khổ nay đã gió êm sóng nặng mỗi người đều thành thục hơn mỗi người có thể làm được việc lớn rồi những người mang ánh sáng rực rỡ đó đại thần trên triều đình không phải là người mù, đã nhìn thấu manh mối, cũng hiểu dụng ý khi hoàng đế thiết lập trường thái học. Các đại thần mơ hồ đã nhìn ra, học sinh bên trong trường thái học về sau sẽ được hoàng đế trọng dụng. Từ từ, bắt đầu có đại thần tìm tới thiệu bình ba, nói nhà của ta có một tiểu tử hoặc một tôn tử chưa lên người, mong bên thiệu đại nhân giúp ta dạy dỗ lại. Thiệu bình ba đồng ý. Chỉ có điều có lời nói trước rằng người đã vào trường thái học cho dù có thân phận gì đều phải buông bỏ, ta đối xử bình đẳng với các học sinh muốn đánh hay không đều là do ta nói, sợ lúc đại nhân đến nhìn sẽ không nỡ. Mời đại nhân xem có đồng ý với chuyện đó hay không, nếu không lại cho là Thiệu Bình ba ta dám làm quá phận. Sau khi đám con cháu quyền quý kia nhập học, một vài thói xấu đương nhiên sẽ làm cho người ta nhức đầu. Thiệu Bình ba thấy vậy thì cũng không nói thêm gì, quay đầu mời một vị trưởng lão thiết diện của Khí Vân tông đến chấp pháp làm đốc học, đương nhiên là thông qua việc thái thúc hùng ra mặt. Xong, chiêu thức ấy quá ngoan độc đám con nhà giàu bị trưởng lão khí vân tông uốn nắn một trận, mỗi người bị ngược tới chết đi sống lại, mỗi người đều trở nên ngoan ngoãn dễ bảo hơn. ra thế bối cảnh gì đó còn hơn được khí vân tông hay sao? Hơn nữa còn là trưởng lão của khí vân tông, riêng người nhà mình cho dù không nỡ cũng không dám nói thêm cái gì. a à, a, à, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. trước mắt ba tiểu tử bị cột vào trên trụ đá, lột quần, que tre liên tục đánh lên mông của ba người, đánh tới da chóc thịt bong, máu me đầm đìa biết sai rồi, chúng ta biết sai rồi, sẽ không dám phạm sai lầm nữa. Có người hô to cầu xin tha thứ, có người bị đánh tới phát khóc. chương 1998, Mộng 2 Người hành hình quay đầu nhìn lại, lão đầu khuôn mặt đầu gỗ chắp tay đứng một bên trầm giọng nói. Vừa mới nhập học đã dám không để quy củ vào mắt, coi lão phu là thứ trưng bày đấy à. Không có gì cần nói, cứ đánh tiếp. Vì vậy tiếng vang bồm bộp lại vang lên, tiếng kêu thảm thiết đau đến chết đi sống lại cũng vang lên lần nữa. Những người ở xung quanh quan sát hành hình thì hết hồn hết vía. Thiệu Bình Ba đứng ở trong lầu phía xa nhìn, hắn không quan tâm, để cho lão đầu mặt gỗ kia đi làm kẻ ác đi. Lên lầu, Thiệu Tam tỉnh liếc nhìn nơi đang truyền tới tiếng kêu thảm thiết, tới bên cạnh Thiệu Bình Ba dì tai hai câu. Sau đó Thiệu Bình Ba xoay người xuống lầu, đi thẳng tới khố phòng của trường Thái học. Trong khố phòng, người đang dốc hết sức tháo thứ gì đó trong trường học là do Lam Minh giả trang nhìn thấy thiệu bình ba tới, nhất thời Lam Minh ném đổ trong tay đi, tức giận nói. Có chuyện gì mà lại mời ta tới? Thiệu bình ba, người cung cấp tin tức nói vô lượng quả trong vô lượng viên bị trộm. Lam Minh trừng mắt, vì chuyện này, mắc mớ gì tới ngươi? Sắc mặt của thiệu bình ba nghiêm trọng, ngươi đã quên ta đã từng nói như hữu đạo rất có thể sẽ hạ thủ với vô lượng quả rồi à? Lam Minh, ngươi có bị bệnh không? Như hữu đạo chết đã bao lâu rồi, ngươi còn băn khoăn cái gì? Thiệu bình ba, Vô lượng quả bị trộm, kết hợp với phán đoán trước đó của ta, ta hoài nghi lưu hữu đạo căn bản là chưa chết, rất có thể là vì thoát thân nên mới giả chết. Lam Minh vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay lên vỗ vào đầu vai hắn. Tên ngốc này, nào, để ta dạy cho ngươi thưởng thức cơ bản liên quan tới vô lượng quả. Vô lượng quả chỉ có sau khi trái cây bị hái đi mới có thể một lần nữa nở hoa kết trái. Cây vô lượng quả 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, 30 năm quả mới chín, mà lần này phát hiện trái cây bị trộm là bởi vì phát hiện cây vô lượng quả nở hoa rồi. Ngươi không phải là rất thông minh sao, nghe hiểu ý trong đó không vậy, lại vỗ lên mặt của thiệu bình ba. Thiệu bình ba rất ghét hành động tay chân tay máy thể hiện gã không để mình vào mắt này, nhưng cũng chẳng còn cách nào, hoài nghi nói. Ý của ngươi là nói vô lượng quả đã bị trộm từ 30 năm trước rồi. Làm minh, đã hiểu là tốt rồi, đừng cứ mãi lo lắng về một người đã chết nữa, nếu thật không hết nghĩ về hắn ta nổi thì ngươi tự treo cổ mình là có thể được gặp hắn ta rồi. Thiệu Bình Ba Trần Trừ nói, có biện pháp khác làm cho cây vô lượng quả nở hoa sớm không? Làm mình vui vẻ, đây là kỳ chân dị bảo của thiên địa, không phải thứ trồng trong đất chỉ cần tưới bón cho lớn là được, đang mơ mộng cái gì vậy? 30 năm trước, Thiệu Bình Ba nhíu mày, trong phủ thành Nam Châu vẫn phồn hoa như trước, đang càng ngày càng phồn hoa hơn. Như hữu đạo một mình đi xuyên qua nơi phồn hoa, đi vào hẻm nhỏ, dùng mắt thường quan sát trạng thái sinh hoạt của dân chúng tầng lớp thấp nhất sau khi kết cục đã định ở phủ thành Nam Châu, thỉnh thoảng hắn sẽ đi ra ngoài một chuyến như vậy, có lúc không ở trong phủ thành sẽ ngồi tòa kỵ phi cầm đi tới vùng nông thôn khá xa. Rất nhiều chuyện mặc dù hắn muốn phủi tay, không can thiệp nhiều tới bên thương triều tông nữa nhưng lúc rảnh rỗi hắn vẫn ra ngoài xem một chút. Chỉ là xem mà thôi, tâm sự với dân chúng địa phương, còn như mục đích là gì chỉ có trong lòng hắn biết rõ. Vòng vo mấy vòng trong thành, tiện tay mua ít đồ mang theo đi về lý do thỉnh thoảng ra ngoài cũng đều là giúp Vân Cơ mua ít đồ, danh phận hiện tại của hắn dù sao cũng là người hầu của Vân Cơ. Trở lại biệt viện Mao Lư, mới vừa tới cửa liền nghe được tiếng cười khanh khách của Quản Phương Nhi. Đi qua cổng vào tới sân, trước mặt xuất hiện hai người, Quản Phương Nhi và Thương Thục Thanh. Song Phương gặp lại đều dừng bước, như hữu đạo không ngờ Thương Thục Thanh tới. Thương Thục Thanh cũng không nghĩ tới là hắn, lại kinh ngạc nhìn chăm chú vào hai mắt của hắn, ánh mắt của đối phương làm nàng nhìn mà thấy giật mình ngước mắt lên nhìn, không hề che giấu ánh mắt thường là lúc chân thật nhất. Ánh mắt này nàng quá quen thuộc, ánh mắt của quản phương nghi nhìn bên này một chút, lại nhìn bên kia một chút. Quận chúa, như hữu đạo hơi hạ thấp người chào hỏi, vương tiên sinh, thương thục thanh nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại, giọng nói vẫn êm tai, cơ thể vẫn yêu mỹ. Như hữu đạo liếc quản phương nghi một cái, không nói thêm gì, bước sang bên cạnh hai bước, sượt qua người thương thục thanh. Cặp mắt sáng trong suốt của đối phương trực xuyên thấu nội tâm của hắn, làm hắn có cảm giác muốn chạy trốn. Thương Thục Thanh nhìn ra ngoài cửa, yên lặng một chút rồi chợt xoay người, ngẩn ngơ đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi. "Quận chúa, quận chúa." Khóe miệng co lại, quản phương nghi gọi hai tiếng mới gọi cho Thương Thục Thanh tỉnh táo lại. "Hửm?" Nghe tiếng, Thương Thục Thanh quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng đang nhẹ nở nụ cười, sau đó quay người lại, hơi cúi thấp đầu yên lặng đi ra cửa lớn. Quản phương nghi đi theo, sau khi đi qua viện khác của vương phủ đột nhiên thấp giọng hỏi: còn tưởng là đạo gia sao? Thương Thục Thanh cắn môi, lắc đầu, quản phương nghi, hắn là người của Độ Vân Sơn, quận chúa biết người của Độ Vân Sơn là hạng người gì không? Yêu tu, như dân gian nói thì lại yêu quái, khi hắn hiện chân thân ra sợ là sẽ làm người giật mình. Thương Thục Thanh nhìn nàng một cái, lại tiếp tục cúi đầu đi về phía trước. Quản phương nghi, quận chúa, kỳ thực có đôi lời vẫn muốn hỏi người, chỉ là không biết mở miệng như thế nào. Hửm, Thương Thục Thanh lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng không tỷ có chuyện mời nói thẳng quản phương nghi muốn nói lại thôi một lúc cuối cùng vẫn hỏi quận chúa nếu như đạo gia vẫn còn đó người cảm thấy đạo gia sẽ thích người không thương thục thanh gượng cười sao đạo gia có thể để ý tới phàm phu tục tử như ta được huống chi ta còn khó coi như vậy quản phương nghi ta thấy thật kỳ lạ quận chúa biết rõ không có khả năng vì sao còn nhớ mãi không quên thương thục thanh che giấu không phải không tỷ đừng nghĩ như vậy là ta làm phiền hắn nên hổ thẹn với hắn mà thôi. Quản phương nghi ồ một tiếng ý vị thâm trường, lắc đầu cười, phát hiện có mấy lời không nên hỏi. Thương Thục Thanh lặng im trong chốc lát, đột nhiên nói. Không tỷ, ta cũng có đôi lời muốn hỏi ngươi. Quản phương nghi, nói đi, có chuyện gì mà ta chưa trải qua đâu, ta không có kiêng kỵ gì, nói đi. Thương Thục Thanh trần trừ, từ từ nói. Mặc dù Thanh Nhi không dành thế sự, nhưng cũng biết việc nam nữ hoan ái là chuyện thường tình huống chi trước đó tuổi đạo gia còn trẻ, nói vậy cũng không thể ngoại lệ nhỉ. Cho nên Thanh Nhi không rõ, trước đó tại sao đạo gia vẫn luôn cô độc, không có nữ nhi bên cạnh. Quản phương nghi cười ha hả, quận chúa cao quý Thanh Nhã tận xương, không nói nổi lời thô tục, chỉ nói lời nhã nhặn. Quận chúa thật ra là muốn hỏi vì sao đạo gia không tìm phụ nữ à? Hai gò má thương thục thanh ửng lên, ưng mốt tiếng xem như là thừa nhận. Quản phương nghi cười nói, hắn luôn suốt quỷ nhập thần, làm việc giấu đầu giấu đuôi, có tìm phụ nữ ở bên ngoài khoái hoạt hay không, có ông trời mới biết. Ngược lại, ta không tin trên đời có đàn ông không thích nữ sắc, đám phụ phương viên ở bên cạnh ta, có ai không nhịn được ra ngoài trộm hương chứ. Chỉ có điều nói đi nói lại thì tìm phụ nữ vui vẻ là một chuyện, tìm lương phối lại là một chuyện khác. Có một số việc ngươi cũng biết, từ khi hắn xuất sơn tới nay vẫn luôn người chết ta sống với người khác, không tìm là sáng suốt, tìm thì sẽ trở thành trói buộc, cũng sẽ hại đối phương, hắn vẫn luôn có lý trí máu lạnh, hiểu không? Thương thuộc Thanh Yên lặng gật đầu, vẫn là do ta hại hắn, nếu không phải ta kéo hắn xuất sơn, hiện tại hắn chắc đã có con cái rồi cũng nên. Quản Phương Nghi, quận chúa à, người suy nghĩ nhiều rồi, đừng tự ghim hết vào người mình như vậy, người cho rằng nếu người không kéo hắn xuất sơn, hắn có thể an phận thủ thường ở đó hay sao? Chương 1999, triển khai phản kích sớm. Người cho rằng loại người như hắn có thể bị Thượng Thanh Tông giam lỏng mãi được ư? Không thể, Tiềm Long có thể tại uyên nhưng không thể ở trong ao cạn được chịu giam lỏng chỉ là vì lúc đó hắn không có thực lực phản kháng một khi có đủ thực lực người xem hắn có muốn gây sự hay không cho dù không phải vì người mà rời khỏi thượng thanh tông trong thời loạn thế này sao có thể phụ thuộc vào hắn được ở với hắn nhiều năm như vậy ta còn không biết rõ hắn à người thực sự nghĩ nhiều rồi đừng nên đổ lỗi cho bản thân mình làm khổ bản thân vậy người khác còn không cảm kích không cần thiết mang theo vật mua được trở lại nơi ở để đồ lên bàn đứng ở bên cạnh bàn, Nhiều Hữu Đạo hơi trầm mặc. Vân Cơ cầm mật thư mới dịch ra đi tới, vừa muốn nói, Nhiều Hữu Đạo đã lên tiếng trước. Sao Hồng Nương lại có tâm tư đi dạo vậy? Vân Cơ, qua đây chào hỏi, sau khi tiếp nhận chuyện của nàng liền trở về, tu vi cảnh giới kim đan đã vững chắc đợi củng cố một thời gian nữa sẽ sắp xếp thời gian tiến hành đột phá. Truyền thư trong tay ra, bên thánh cảnh có hồi âm, Nhiều Hữu Đạo thu thần, nhận thư bước nhanh vào trong mật thất. Đàng hoàng mở ra kiểm tra vân cơ đi theo vào mật thất sau khi từ từ xem xong thư như hữu đạo nhẹ thở ra một hơi thì ra là thế quả thật là ý trời tình huống sa như lai đã xác nhận cây vô lượng quả xác thực đã nở hoa rồi nguyên nhân nở hoa nhận được câu trả lời thuyết phục từ ngân cơ còn như câu trả lời thật giả thế nào sa như lai không dám khẳng định ngân cơ bảo y chuyển lời thì hắn sẽ tin còn lại chính là tình huống trước mắt bên trong thánh cảnh coi như là mật báo cho hắn để hắn sớm chuẩn bị nếu ngân cơ nói như vậy nghiêu hữu đạo đương nhiên là tin tảng đá trong lòng coi như đã rơi xuống vân cơ thân làm người dịch và truyền mật thư đương nhiên đã thấy nội dung trong thư thử hỏi vợ của la thu còn sống ở hồ tộc ngươi biết vợ của la thu việc này sau này hãy nói như hữu đạo nói một câu về chuyện này ánh mắt lần nữa xem lướt qua nội dung trong thư chợt hừ nói người trông coi vô lượng viên lại đã chạy hết rồi thật thú vị vân cơ nói thế là sao phung thư trong tay, như hữu đạo suy một tiếng. Đại thế của cửu thánh đã mất, vân cơ, một đám người trông coi vô lượng viên có thể quyết định đại thế à? Như hữu đạo nghiêng đầu nhìn, ta nói đại thế không phải ý chỉ cửu thánh sẽ lập tức bị sụp đổ, mà là chỉ nhân tâm dành cho cửu thánh đã mất sạch. Chỉ cần điểm này là có thể nhìn ra, phía dưới cửu thánh đã có lỗ hổng cực lớn, sớm đã không chịu nổi một kích rồi, hiện nay bên trên ổn định chỉ vì vũ lực của chín người đáng sợ, không ai dám làm phản. Chỉ cần có người dám đứng ra làm phản, kỳ thực khắp nơi đều là lỗ hổng, thế lực to như vậy nhưng chỉ cần một kích sẽ sụp đổ. Ngay cả người của vô lượng viên cũng không quản được, ta có lòng tin hơn rồi. Vân cơ ngầm hiểu, vuốt cằm nói, chuyện này chỉ e cũng là nguyên nhân mà cửu thánh muốn chỉnh đốn phiêu miều các. Nghiêu hữu đạo, chỉnh đốn hữu dụng không, vòng đi vòng lại mà thôi. Vân cơ, người nào lại dám làm phản, ai dám đứng ra, người đó phải chết. Bây giờ người cũng chưa có thực lực để đối kháng chính diện. Nhiêu Hữu đạo gật đầu tán thành, ngón tay gõ vào thư trong tay. Phiền phức sắp tới rồi, cây vô lượng quả đột nhiên nở hoa, thật sự là ngoài dự liệu của ta, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của ta, có vài hành động sợ là không đợi ta chuẩn bị thỏa đáng được rồi. Hiện tại chỉ đang tra xét những người đột phá cảnh giới nguyên anh trong thánh cảnh, kế tiếp hiển nhiên cửu thánh không thể nào bỏ qua việc tra xét người ở bên ngoài. Trước tiên thanh lý nội bộ thánh cảnh, tiện đà điều chỉnh phiêu miểu các. Sau đó các đại phái của thiên hạ phải đứng mũi chịu sào nhất là các phái cấp cao. Đạo lý đã rõ, người có năng lực lấy trộm vô lượng quả tất có địa vị nhất định, tu sĩ bình thường khó có năng lực tham dự, thủ đoạn tra xét thẩm tra có thể tưởng được. Vân cơ hơi sợ, bây giờ nàng phụ trách giao nhận mật thư cơ mật cao ở bên này, nhiều lần phía dưới mơ hồ biết những môn phái đó có liên lụy tới vô lượng quả. Thần sắc nghiêm trọng nói, nếu như vậy đích thực là sẽ phiền toái, hiện tại cũng không thể để cho những người đột phá nguyên anh kỳ giả chết được. Nếu thật sự làm vậy chẳng phải là không đánh đã khai. Nếu muốn diệt khẩu, thế lực của những môn phái kia mà bại lộ ắt sẽ bị diệt trừ, sự sắp đặt của ngươi cũng sẽ uổng phí. Nưu Hữu Đạo hừ lạnh, có bản lĩnh thì cửu thánh tự mình tra xét từng tu sĩ trong thiên hạ, bằng không há có thể do bọn họ định đoạt được. Ta nói, người có năng lực lấy trộm vô lượng quả tất nhiên là người có địa vị nhất định, người cảm thấy cửu thánh sẽ tín nhiệm lẫn nhau hay sao? Sợ rằng người đầu tiên cửu thánh hoài nghi là một trong số 9 người, bây giờ hành động tra xét chỉ là đang xác định thôi một khi phát hiện không liên quan tới người ngoài, cửu thánh sẽ lật mặt với nhau, sẽ không chờ thực lực của tu sĩ Nguyên Anh của đối phương lớn mạnh, làm mình rơi vào hiểm cảnh đâu. Khuôn mặt vân cơ mang sầu lo, nhưng cửu thánh vẫn sẽ tra xét tu sĩ bên ngoài, người có liên quan không thể tránh được. Nghiêu hữu đạo, ta nói không phải do cửu thánh muốn làm thế nào cũng được. Bọn họ ở ngoài sáng, ta ở nơi bí mật trong tối, bọn họ không nhìn được ta, chỉ có ta đâm họ một đao từ phía sau, bọn họ đã rơi xuống hạ phong, trên tay ta lại nắm nhiều lá bài như vậy, há có thể để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Quay đầu mắt lạnh liếc nhìn vân cơ, ta sẽ không để cho bọn họ vươn tay tới các phái, cửa ải xác định trong nội bộ phiêu miểu các kia ta sẽ làm cho bọn họ cực kỳ khó khăn, làm họ kẹt chết ở đó. Hiểm nghi nội bộ là lớn nhất, ngay cả nội bộ đều không thể quét sạch, cửu thánh còn muốn quét sạch bên ngoài ư. Nghĩ mà dễ quá, không giải quyết được nội bộ, bọn họ tất sẽ càng hoài nghi nội bộ có chuyện, cho nên phải xáo trộn nhịp độ làm việc của bọn họ trong lòng hơi căng thẳng vân cơ thở ra một hơi mặc dù nàng không dùng vô lượng quả nhưng nàng đã đột phá đến nguyên anh kỳ rồi không muốn trở thành đối tượng bị tra xét thẩm vấn bằng không đời này nàng chỉ có thể chạy trốn chết có thể chạy thoát hay không cũng là một vấn đề nhìn thấy nghiêu hữu đạo có lòng tin ứng phó nàng cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng không khỏi quan tâm hỏi làm như thế nào nghiêu hữu đạo không hé răng đi lại trong phòng vài vòng cuối cùng ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại Phân cơ lẳng lặng nhìn hắn cũng không hé răng biết hắn đang nghĩ biện pháp ứng phó với tình thế nguy hiểm sắp tới nên không dám quấy nhiễu suy tư của hắn nàng biết rõ đối mặt với thế cục này bằng vào năng lực và thủ đoạn của nàng thì không có cách nào ứng phó được chỉ có thể trông cậy vào nghiêu hữu đạo hồi lâu sau nghiêu hữu đạo chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía nàng bình tĩnh nói liên hệ với các môn phái sau lưng chúng ta để cho bọn họ làm rõ xem người đốc cha của phái nào liên lạc trực tiếp với đốc vô hư Vân cơ hồ nghi, đốc vô hư, như hữu đạo ừ, chuyện phía sau chút nữa sẽ nói rõ với ngươi, nói chung thế cục đã tới mức này thì không thể chờ chuyện đó tới đầu mới ứng phó được, phải sớm triển khai phản kích làm rối loạn cục diện của đối phương mới có thể tạo ra lối thoát cho mình, lá bài lam minh ta phải ném ra trước rồi. Thưa dịp cửu thánh đang tra xét thánh cảnh nhất thời chưa thể kết thúc nhanh được, chúng ta còn có thời gian để cho bọn họ mau chóng tìm ra người liên lạc với đốc vô hư. chương 2000, hướng dẫn Vân cơ cảm thấy kỳ quái, làm mình có quan hệ gì với Đốc Vô Hư? Vì sao không phải người khác mà nhất định là Đốc Vô Hư? Lúc này nàng cũng không hỏi nhiều, biết chuyện này quan trọng hơn nên nhanh chóng xoay người đi chấp hành. Vài ngày sau, cùng Lâm Sách, Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên và Văn Hoa lần lượt được gửi mật thư tới, sau khi liên hệ với người phía dưới tham gia Đốc tra nội bộ phiêu miểu các, hỏi dò được người liên hệ với Đốc Vô Hư là người của môn phái nào, theo thứ tự là Bách Xuyên Cốc của Hàn Quốc và Linh Kiếm Sơn của Yến Quốc. Sau khi biết rõ tình hình, nhiều hữu đạo đã lập tức để vân cơ thông báo sắp xếp hắn muốn gặp mặt mấy người cung lâm sách tự mình sắp xếp công việc liên quan sau khi nắm giữ tình huống của thánh cảnh trước tiên nhiều hữu đạo chạy tới yêu ma lĩnh gặp mặt triệu hùng ca sau đó hoặc vui vẻ trên đỉnh núi ngắm trăng sáng gió mát hoặc trèo thuyền du ngoạn trên sông hoặc ở sơn cốc uống rượu với tri âm tri kỷ hoặc bay lượn trên người tỏa kỵ phi cầm Nhiều hữu đạo ngày đêm không ngừng bôn ba trong mấy ngày ngắn ngủi gặp được cung lâm sách tây hải đường Yến Trục Thiên và Văn Hoa báo cho họ biết in tức thăm dò được trong thánh cảnh, báo thế cục hiện nay gặp phải báo sách lược để phản kích. Mấy người còn chưa biết có chuyện gì xảy ra trong thánh cảnh, bây giờ đột nhiên nghe thấy nguy cơ tới gần, mỗi người đều vô cùng lo sợ. Biết được kế hoạch phản kích của Ngưu Hữu Đạo thì đều toàn lực phối hợp. Cuối cùng gặp Yến Trục Thiên xong xuôi, Ngưu Hữu Đạo bay xuống khỏi bầu trời, bay về phía mặt đất bao la. Yến Trục Thiên thì nhanh chóng điều khiển tòa kỵ phi cầm đi xa, quay lại Sơn Lâm Thâm Cốc. Nhiêu hữu đạo nhẹ rơi xuống đất, hạ xuống bên cạnh vân cơ đã cải trang. Bên người vân cơ có một con tòa kỵ phi cầm. Nhiêu hữu đạo, đi thôi, vân cơ, đi đâu, trở về sao. Nhiêu hữu đạo, ra cát trì, chúng ta tốn nhiều tinh thần và sức lực để bảo vệ hắn như vậy, hắn ta cũng nên xuất lực rồi. Thiên ma thánh địa, nơi mai tám tập thể có rất nhiều người đang đào đất móc thi hài bên dưới lên. Phó phi cũng tham gia vào chuyện này, nhìn thấy ở gần cây đại thụ kia có người đang bắt đầu đào bới thì trong lòng treo ngược mặc dù gã không biết người đứng phía sau xui khiến mình làm chuyện này là ai cũng không biết dụng ý là gì nhưng dưới sự lộn xộn ngổn ngang đại sự trước mắt gã cũng mơ hồ hoài nghi có phải có liên quan gì tới việc vô lượng viên bị trộm hay không huống chi chuyện vô lượng viên vừa xuất hiện gã liền nhận được tin của người giật dây hỏi gã trước đây lúc lấy trộm đầu người khỏi hài cốt có để lại hậu hoạn hay không nếu có lập tức tiêu trừ hậu hoạn gã hồi âm là sẽ không có vấn đề gì người bị trôn ở bãi tha ma đó bị giết bởi đủ loại phương thức hàng năm đều tăng thêm nhiều thi thể để lâu như vậy đã sớm hư thối sẽ không có vấn đề nhưng trong lòng gã vẫn lo lắng nhưng đến khi gã nhận được tin tức kịp phản ứng lại thì đã muộn ô thường hóa giải độc hoặc tâm tán xong đã trở lại khống chế mọi người trong thiên ma thánh địa nhất là khu bãi tha ma này gã càng ý thức được vấn đề lớn gã đã không còn cơ hội làm trò gì với bãi tha ma nữa người trước đây gã giết liền trôn ở đây trong một ngày này gã cảm thấy hoảng sợ không thể chịu nổi Đợi sau khi kiểm tra hết toàn bộ người trong thánh địa, ô thường liền ra lệnh người trong thánh địa di chuyển tới bãi tha ma này. Lúc này, hố mộ gian lẫn rốt cuộc bị đào ra, võ phi lo lắng để phòng, sau đó chứng kiến việc mở hài cốt ra thì thở phào nhẹ nhõm. Thi thể của người bị giết sớm đã mục nát, chôn cất dưới tình huống không có gì bảo vệ sớm đã bị côn trùng ăn thành một bộ xương khô, còn bãi tha ma cũng không hổ là bãi tha ma, sớm đã không còn nhìn rõ hài cốt nào là ai nữa, chỉ cần không nhìn rõ khuôn mặt thì sẽ rất khó có mục tiêu truy tra. Yêu ma lính, trong ma cung, đứng ở trước hang Thạch Lan nhìn phía xa có người đến người đi mua bán với nhau, triệu hùng ca trầm mặc tiếng lòng căng thẳng. Vài ngày trước, Nhiều Hiếu Đạo đã đưa tin cho y, báo cho y chuyện vô lượng quả bị trộm, căn dặn y nên chuẩn bị trước. Thánh cảnh xảy ra chuyện bất ngờ, y đã biết, bình thường trong ma giáo sẽ có người tới thiên ma thánh địa trong thánh cảnh nhưng không biết tin tức vô lượng quả đã bị trộm, hiển nhiên tin tức trái cây bị trộm đã được tiến hành phong tỏa ổn thỏa đương nhiên đối với người có địa vị tới một trình độ nào đó chuyện đã huyên náo lớn như vậy thì không tính là bí mật gì nữa nhưng thánh cảnh vẫn sẽ tiến hành phong tỏa tin tức hiển nhiên là không muốn làm lòng người thiên hạ chấn động hoặc là muốn làm cho người trong thiên hạ bắt đầu có dị tâm mà trước đó không lâu Nhiều hữu đạo lại tự mình đến gặp y đối mặt dặn dò y một việc nam thiên vô phương không nhanh không chậm đi tới bên cạnh y đến sau núi đi Triệu Hùng ca quay đầu hỏi, có chuyện gì, Nam Thiên vô phương nhìn y, ta cũng không biết chuyện gì, ô thường tới, đang ở sau núi, ở động của ngươi chờ ngươi đó. Con người của Triệu Hùng ca đột nhiên co lại, như hữu đạo nói có thể ô thường sẽ tới tìm y, bảo y chuẩn bị tâm lý trước. Chẳng may đã bị như hữu đạo nói chúng rồi, quả nhiên đã tới. Không nói thêm gì nữa, Triệu Hùng ca xoay người rời đi. Một thân một mình đi tới phía sau núi, đi lên trên vách núi, Nhìn thấy trên sân thượng của động khẩu nơi mình đã ở nhiều năm có một người đang đứng đó, tóc dài phất phới, vóc người khôi ngô, không phải ai khác, chính là Ô Thường. Triệu Hùng Ca thả người xuống, nhanh nhẹn hạ xuống bên cạnh Ô Thường, hỏi: "Tìm ta có việc sao?" Ô Thường quay đầu lại, quan sát trên dưới một lượt. Nhìn khá là thoải mái nhỉ. "Triệu Hùng Ca, muốn gặp mặt ta không phải là cố ý chạy tới khen ta đấy chứ?" Ánh mắt Ô Thường nhìn thẳng vào hai mắt của y, hỏi: Ngươi lấy được ma điển lúc nào? Triệu Hùng ca, làm sao? Ma điển có vấn đề gì không? Hay là ngươi muốn lật lọng? Ô Thường, trả lời vấn đề của ta. Triệu Hùng ca, ngươi nên biết thời gian chỉ là đại khái, trước khi thánh nữ Lâm Chung thì giao phó cho ta. Ô Thường, nói cách khác là chuyện của hơn 30 năm trước. Triệu Hùng ca, khoảng thời gian đó, hỏi cái này làm gì? Có vấn đề gì không? Ô Thường, ngươi tiết lộ nội dung ma điển cho những người khác Sở dĩ có câu hỏi này là bởi vì ở bên cạnh cây vô lượng quả từ sớm đã có nha tướng thủ hộ. Sau khi gã trở thành một trong cửu thánh, trước đó tám thánh khác đã ước định xong, không cho phép hái vô lượng quả nữa, gã cũng phải tuân theo. Đối với gã lúc đó thì tám thánh có căn cơ thâm hậu, gã hơi lo lắng, sau đó mới bố trí để nha tướng thủ hộ. Mặc kệ 30 năm trước là ai trộm vô lượng quả, trong thời gian này tuy có đổi nha tướng nhưng vẫn có nha tướng khác coi chừng, không thể âm thầm vượt qua nha tướng mà không bị phát hiện ra được. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ lúc quyết định để nha tướng tới đó, sau khi có được ma điển, thấy được bí pháp nha tướng chính tông trên ma điển thì mới phát hiện ra, thì ra nha tướng đúng là có chỗ sơ hở. Vì vậy, đương nhiên là nổi lên lòng nghi ngờ, sau khi ổn định cục diện nội bộ thánh cảnh liền lập tức chạy tới đây. Trong lòng triệu hùng ca hơi căng thẳng, y đương nhiên đã tiết lộ cho người khác rồi, tiết lộ cho nghiêu hữu đạo. May là nghiêu hữu đạo phản ứng nhanh, sau khi biết chuyện thánh cảnh xảy ra chuyện bất ngờ liền lập tức thông báo trước cho bên này để chuẩn bị, còn ở sau thì tùy thời hành động. Lúc này bình tĩnh trả lời, người cảm thấy ta sẽ tiết lộ nội dung ma điển cho người khác sao? Đây cũng là chỗ ô thường nghi ngờ, trước đây hành hạ lâu như vậy, triệu hùng ca cũng không chịu thừa nhận trên tay mình có ma điển, bảo vệ ý chí kiên định, theo lý thuyết thì không có khả năng đơn giản tiết lộ ra ngoài được. Trường 2001, ép buộc Nhưng vẫn phải tới xác nhận một chút, lạnh lùng nói ngươi nghĩ cho kỹ nếu còn có người biết bí mật ghi lại trên ma điển chẳng những là ngươi bất luận kẻ nào có liên quan tới ngươi một người ta cũng sẽ không buông tha hiện tại ta sẽ cho ngươi một cơ hội vãn hồi nói cho ta biết là ai khai ra làm vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người dường như triệu hùng ca cảm thấy khó hiểu hỏi ngươi muốn nói cái gì chẳng lẽ còn có người biết nội dung ghi lại trên ma điển sao ô thường ta đang hỏi ngươi triệu hùng ca sau khi ma điển đến tay ta Ta không hề thừa nhận với ai rằng trong tay ta có ma điển, càng đừng nói tới việc tiết lộ nội dung trên đó. Ô thường, trước đó thánh nữ không nói với người khác, Triệu Hùng ca, chuyện này làm sao ta biết được, nếu có người biết bí mật trên ma điển, muốn tìm ta đâu chỉ có mình ngươi. Nếu thật có người biết, ngươi cứ trực tiếp tìm người biết đó không phải xong rồi sao? Ô thường, nếu ta biết là ai biết thì còn cần tìm ngươi hỏi hay sao? Triệu Hùng ca, vậy làm sao ngươi biết có người khác biết bí mật trên ma điển? nhất định là có dấu vết có thể tra được, người biết bí mật ma điển chắc chắn là có động vào thứ ghi trên ma điển mới đúng, bằng không làm sao có thể bị người phát hiện ra. Người chắc chắn đã đã nhận ra cái gì, là có người tu luyện bí pháp trên ma điển, hay là có người đang tìm vực thứ năm gì đó sao? Có mấy lời là do Nghiêu hữu Đạo giao phó, Nghiêu hữu Đạo đoán chừng ô thường đã biết vật tiếp dẫn là cái gì, muốn y đặt hiểm nghi lên người Lữ Vô Song. Như thế, Lữ Vô Song biết vật tiếp dẫn nhưng không biết biện pháp tìm vật tiếp dẫn, ngược lại phải tìm viên cương, có thể chứng minh lữ vô song chỉ có kiến thức nửa vời với ghi chép trên ma điển, có thể thông qua con đường khác để có phương pháp luyện chế nha tướng, như vậy liền có thể bài trừ khả năng triệu hùng ca y tiết lộ bí mật. Cộng thêm trước đó nghiêu hữu đạo đã làm một vài chuyện trong thánh cảnh, lữ vô song liền khó tránh được hiểm nghi. Nếu như ô thường chạy tới tìm triệu hùng ca, hắn liền chứng minh được ô thường có thể còn chưa nghĩ được tới chuyện đó, cần phải nhắm ngay trọng tâm câu chuyện tùy cơ hội nhắc nhở ô thường. Quả nhiên, ánh mắt của ô thường chợt lóe nhớ lại việc nghiêu hữu đạo bị đâm nghiêu hữu đạo tra xét vô lượng viên rốt cục là phát hiện ra cái gì rồi chân tướng đã như đá chìm đáy biển hành động phía sau lữ vô song rõ ràng là có vấn đề rõ ràng cho thấy muốn che đậy gì đó còn lời nói của triệu hùng ca quả thực là nhắc nhở gã vực thứ năm sau khi gã phát hiện hạt hoàng là vật tiếp dẫn cũng đã có hoài nghi với việc lữ vô song muốn tìm hạt hoàng hiện tại tất cả nghi hoặc dường như đã được sâu chuỗi lại đột nhiên ô thường xuất thủ ấn lên đầu vai của triệu hùng ca pháp lực cường đại khiến triệu hùng ca khó có thể nhúc nhích triệu hùng ca trầm giọng nói ngươi muốn làm gì thật muốn lật lọng hay sao sau khi thi pháp điều tra tu vi của triệu hùng ca xác nhận không có vấn đề gì ô thường lại đột nhiên buông tay lắc mình một cái bóng người bắn về phía phía chân trời rời đi luôn nhìn theo ô thường rời đi triệu hùng ca chậm rãi thở phào nhẹ nhõm có nhắc nhở của ngưu hữu đạo y biết rõ vừa rồi ô thường đã làm gì gã muốn nhìn thử xem y có sử dụng vô lượng quả hay không, đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh hay chưa. Đối với chuyện này y không hỏi cảm thấy may mắn, may mắn là viên cương đến ma giáo, còn cần y tới hiệp trợ thục lạc làm y tạm thời còn chưa có thời gian ổn định lâu dài để đột phá, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, nếu quả thật đến mức kia rồi thì y và viên cương chỉ có thể chạy lấy người. Sắc mặt triệu hùng ca nghiêm trọng, việc vô lượng quả bị trộm làm y ý thức sâu sắc rằng thế cục đã đột nhiên chợt biến đổi, sau này không biết sẽ có mưa gió gì ập tới đây. Cảnh nội Tống Quốc, bên cạnh bến tàu gần sông lớn dậy sóng, ba người đứng ở bên bờ, một người trong đó là Ngư Ông, hai người còn lại là Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ đã dịch dung. Còn Hải Vô Cực bây giờ đã trở thành một gã bán rong bánh nướng, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ba người trên bờ. Chẳng còn cách nào, vì sống sót dù sao cũng phải tìm một thân phận để che giấu, thiên hạ hiện giờ ngay cả trốn trong núi sâu cũng không còn an toàn nữa. Đương nhiên đã có người sắp xếp người âm thầm chiếu cố và yểm hộ hai người. Đón gió sông mà đứng, Gia Cát chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Nưu Hữu Đạo đang đứng sóng vai với mình, hoài nghi hỏi. Liên hệ với gián điệp bí mật ở Triệu Quốc, cục đá trong tay Nưu Hữu Đạo ném xuống sông, tóm một tiếng. Không sai, liên hệ với gián điệp bí mật ở Triệu Quốc, sau đó sẽ có người bắt được tên gián điệp bí mật kia, sau đó tiết lộ việc ngươi ở Vô Biên Các, cuối cùng sẽ có người phát hiện ra ngươi có qua lại với Lam Minh. Ngươi nhất định đừng nói với ta rằng ngay cả một tên gián điệp bí mật ẩn thân ở triệu quốc ngươi cũng không tìm được. Gia Cát Trì, có thể tìm được, nhưng hiện tại ta dám liên hệ sao? Nghiêu hữu đạo, không thể luôn bị người của phiêu miểu các giám thị được, người cứ yên tâm đi chút, huống chi phía sau còn có ta, ta sẽ phái người theo dõi, một khi có chuyện, bên ta sẽ biết làm gì, sẽ không để tên gián điệp bí mật mà ngươi liên hệ mật báo được với phiêu miểu các. Gia Cát Trì, làm mình sao có thể qua lại với ta được? ta chỉ sợ muốn vời Lam Minh ra khỏi vô biên các cũng khó. Nghiêu hữu đạo, ta nói sẽ gặp ngươi thì tức là sẽ gặp ngươi. Gia Cát Trì, một khi hắn phát hiện ra là ta chỉ sợ sẽ lập tức mật báo. Nghiêu hữu đạo, không đâu, hắn cũng không dám, Lam Minh là người của ta. Trong nháy mắt Gia Cát Trì nghẹn lại không biết nói gì, khuôn mặt khó có thể tin. Con trai của Lam Đạo Lâm, Lam Minh là người của ngươi. Nghiêu hữu đạo, giải thích ngược lại thì ngươi sẽ hiểu được hơn chút là mình có nhược điểm lộ ra sẽ phải chết trong tay ta. Gia Cát Trì, có phải ta không có lựa chọn khác hay không? Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Có chuyện ta thấy rất kỳ lạ, bằng vào tu vi của ngươi, sao lại tử thủ cạnh tên phiền toái Hải Vô Cực kia không buông? Câu nói này dường như đã làm Gia Cát Trì tìm được đáp án, trầm mặc một chút rồi nói. Làm nô tài lâu đương nhiên thành thói quen. Ngưu Hữu Đạo, đây cũng là một câu trả lời khá hợp lý ta còn muốn biết ngươi làm thế nào đột phá đến nguyên anh kỳ. ra cát trì vô lượng quả trong kho đồ của hoàng cung đặt trong một món dụng cụ không hề bị phát hiện ra được đặt trong cung từ lúc nào đã không thể khảo chứng được nữa sau thì vô ý phát hiện ra. gia gia của hắn lão tiên hoàng cho ta không có hải thị sẽ không có ta. như hữu đạo gật đầu nghe nói trước đó mấy thánh đã giết không ít người đột phá tới nguyên anh kỳ xem ra trước đây vô lượng quả lưu lạc từ thánh cảnh tới nhân gian không ít hiện nay ngươi xem như là cá lọt lưới, tương đối may mắn. Gia Cát Trì than thở, thiên hạ to lớn, ai biết thế gian này có còn người khác ẩn thân hay không, chẳng qua là ta bị bại lộ mà thôi. Ngưu Hữu đạo, đi thôi, bên hải vô cực ngươi không cần lo lắng, sẽ có người bảo vệ tốt. Gia Cát Trì, ngay cả các người là ai ta cũng không biết, nếu các người có ý hại ta, ta liền một đi không trở lại. Ngưu Hữu đạo, chuyện như thế này, nếu ta nói là không hại ngươi ngươi chưa chắc sẽ tin, ta cũng không biết nên thủ tín với ngươi như thế nào, đổi ngược lại để nói thì cứ đi đi thôi. Nếu không đi, ngươi sẽ không đi được đâu nữa, tên bán bánh nướng kia cũng sẽ phải chết rất thảm. Hai người gần như cùng lúc quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, Gia Cát chỉ cảm thấy đối phương có ý uy hiếp dày đặc. Vân cơ ở một bên đề phòng cao độ, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẽ ngăn cản việc Gia Cát chỉ làm khó dễ. Trường 2002, ép buộc 2. Giáng vẻ của Ngưu Hữu đạo lại như không có chuyện gì xảy ra, nhìn về phía mặt sông, khẽ cười nói. Nếu ngươi muốn bảo vệ hắn thì ngươi không thể không đi. Nếu ngươi nguyện bỏ hắn lại, nguyện chỉ sống vì mình thì ngươi càng phải liên thủ với bọn ta. Không bằng như vậy đi, bây giờ ngươi giết tên bán bánh nướng đi, ta sẽ lập tức cho ngươi biết ta là ai, như vậy ngươi cũng có con bài tự vệ, ta nói lời giữ lời, lựa chọn thế nào là do ngươi. Gia Cát chỉ gần từng chữ, nếu như ta đều không đồng ý thì sao? Như Hữu đạo thông dong nói, từ giờ trở đi, tên bán bánh nướng sẽ biến mất một thời gian, chờ sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về tự nhiên sẽ biết ta có hại ngươi hay không, chúng ta lấy sự thực để chứng minh tất cả, miễn việc nói miệng không bằng không chứng. Nếu ta không đoán sai, hắn đã biến mất rồi, ra các chỉ chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hải vô cực vốn dĩ ở bên quầy hàng bánh nướng thì hiện giờ quả thực là không thấy nữa, nhất thời kinh hãi, trong nháy mắt xuất thủ chộp tới chỗ nghiêu hữu đạo. Sớm có phòng bị, vân cơ lấy tốc độ ánh sáng xuất thủ, bắt cổ tay của Gia Cát chỉ lại hai người rằng có phân cao thấp, ra các chỉ và vân cơ bốn mắt nhìn nhau. Nghiêu hữu đạo nhìn cánh tay của vân cơ đang hơi rơi vào thế hạ phong trong lúc phân cao thấp, yên lặng nói. Tốt nhất đừng làm ra động tĩnh lớn, bằng không hắn sẽ phải chết ngay bây giờ. Chuyện cưỡng ép bắt giữ con tin uy hiếp, dường như hắn làm vô cùng tự nhiên không hề cảm thấy gánh nặng. Dứt lời xoay người đi, chúng ta dựa vào cái gì mà cứu các ngươi rồi còn phải bảo vệ các ngươi. Làm người không thể quá ích kỷ, không thể chỉ biết hưởng lợi mà không xuất lực được. Đi thôi, ta nói lời giữ lời, chờ tin tức tốt của ngươi. Tình hình cụ thể rõ ràng sẽ có người liên lạc với ngươi. Được rồi, quán bánh nướng cần phải có người giúp hắn thu dọn, tránh việc không ai coi chừng mà bị người ta hoài nghi. Vân cơ bỏ cổ tay ra Cát chỉ ra, từng bước lui lại chắn như hữu đạo ở phía sau, cảnh giác rút lui. Ra Cát chỉ nắm chặt hai tay, gò má nghiêm lại nhìn chăm chú, mắt mở trừng trừng nhìn hai người rời đi như vậy nhưng lại bất lực vô lượng viên vương tôn phụng mệnh mang đồ tới sau khi thông qua kiểm tra thì đi tới nội đường đại la gặp được sa như lai đang chấn giữ giao đồ xong xuôi sa như lai bảo người mang đồ đi sắp xếp nội đường không còn người ngoài vương tôn tới gần gã thấp giọng nói bên ngoài người đã sắp xếp xong xuôi sẽ phối hợp hành động với bên kia sa như lai hơi gật đầu tin tức truyền lại không có dị thường chứ vương tôn hiện tại ra vào thánh cảnh rất phiền phức căn bản là không có cách bí mật mang đi được chỉ có thể để người mang tin tức mặc ký nội dung, sau đó sẽ phiên dịch sau. Sa như lai like, truyền tin ra ngoài cùng với mang tin vào đây không nên dùng cùng một người. Vương tôn biết rồi. Sa như lai. Like. Còn nữa, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, về sau người cố gắng đừng nên tới. Bên kia có yêu cầu gì, người tự phối hợp chấp hành là được. Vương tôn được. Cảnh nội Hàn Quốc, thời điểm giờ cơm trưa, một tên nam tử như không có chuyện gì xảy ra đi vào một một tử lâu, lên lầu vào một gian phòng bao ở trong đó một lúc mới ra ngoài rời khỏi tử lâu, sau đó nhanh chóng ra khỏi thành, rời đi. mà ở trong tử lâu vẫn có mấy người âm thầm theo dõi động tính của gian phòng bao kia. đầu đường, hai người vội vã đi tới quán trà đối diện tử lâu, ngồi xuống. trên bàn vốn có một lão hán, người này là lý chính pháp, cốc trưởng bách xuyên cốc sau khi dịch dung. một nhóm người này là đốc cha của bách xuyên cốc ở phiêu miểu các sở dĩ xuất hiện ở đây là bởi vì phát hiện ra một gã người của phiêu miều các có bộ dạng lén lút khả nghi, nghĩ hết biện pháp một đường theo dõi đến đây. Mà sở dĩ phải theo dõi cũng thật sự là bị cửu thánh ép buộc, cửu thánh đã hạ tối hậu thư, trong vòng nửa năm không tra ra được thành tích thì tất cả sẽ phải bỏ mạng, vì vậy sau khi phát hiện khả nghi thì không tiếc theo dõi người của phiêu miều các. Mục tiêu đã ra khỏi thành, mời đồng môn sư huynh đệ chú ở đây hỗ trợ theo dõi. Một trong hai người ngồi xuống bưng trà tre giấu báo một câu. Lý Chính Pháp thấp giọng nói, "Mau chóng điều tra rõ thân phận của người mà hắn gặp." Vừa mới nói xong, ba người trao đổi ánh mắt một chút rồi tiếp tục vùi đầu uống trà. Người ở trong phòng bao của Tử Lâu đi ra, đứng ở cửa nhìn chung quanh một chút, bước nhanh rời đi. Sau hai canh giờ, thân phận bối cảnh của người này liền ở trước mặt Lý Chính Pháp, là một tiểu lại của huyện nha nơi đây. Vào buổi tối, bí mật theo dõi ở bên ngoài một tòa nhà, Lý Chính Pháp quay đầu lại, một tên đệ tử ở gần thấp giọng bẩm báo, Người theo dõi truyền lại tin tức báo rằng người đã quay lại cứ điểm của phiêu miều các. Lý chính pháp quay đầu nhìn về phía gian phòng bao đèn đốt sáng trưng, ánh mắt lóe lên một hồi rồi trầm giọng nói. Cứ theo dõi như này không phải cách hay, bí mật bắt về thẩm vấn. Hai tên đệ tử ở bên cạnh nhìn nhau, một người nói. Trưởng lão, nhớ đâu đối phương cũng là người của phiêu miều các thì sao? Lý chính pháp, lén lút như vậy không tra xét thì nào biết có chuyện gì được. Không biết thân phận của hắn thì cứ xem như không biết, nếu như là người của phiêu miểu các thì bỏ qua, chúng ta cứ tiếp tục theo dõi cũng chẳng được việc gì, chuyện gì cũng không tra ra được. Thông báo với đệ tử của khác đang chấn giữ trong thành, làm xong thì giải quyết tốt hậu quả, che giấu động tĩnh khi bắt người. Sau khi y ra lệnh một câu, mấy người âm thầm vào trong trạch viện, lấy thế nhanh như chấp không kịp bịt tai bắt được người đã theo dõi hơn nửa ngày nay. Sau một ngày, Lý Chính Pháp vội vã chạy tới tông môn của Bách Xuyên Cốc. Sau khi thông báo liền gặp được trưởng môn âm như thuật, sau khi hành lễ liền đi thẳng vào vấn đề. Trưởng môn, chỗ ta cần gấp lực lượng của tông môn hiệp trợ. Âm Như thuật hơi giật mình, có chuyện gì? Lý Chính Pháp, chỗ ta phát hiện ra một người của phiêu miểu các có bộ dạng khả nghi, sau khi theo dõi thì phát hiện người đó âm thầm liên lạc với một người bên ngoài, sau đó tiến hành bí mật bắt giữ người đó lại, sau khi thẩm vấn thì phát hiện ra một vài vấn đề. Âm Như thuật kinh ngạc nhìn vị này, phát hiện khả năng vị này đã thực sự bị thánh cảnh ép cho cuốn rồi theo dõi người của phiêu miểu các không nói, lại còn tiến hành bắt người liên lạc của phiêu miểu các, chỉ có điều cũng có thể hiểu được tâm tình của đối phương, đã bị dồn vào đường cụt rồi, không làm thì chính là chết. Trầm mặc một lúc, hỏi, phát hiện ra vấn đề gì rồi? Lý chính pháp, sau khi nghiêm hình thẩm vấn, đối phương nói ra thân phận của mình, chính là gián điệp bí mật của triệu quốc nằm vùng ở cảnh nội Hàn Quốc, cũng khai ra mục đích liên hệ với người của phiêu miểu các. Đối phương muốn nhanh chóng sửa lại danh sách người nằm vùng, bí mật đưa tới một cứ điểm bên ngoài ở sa mạc vô biên, bên kia sẽ có người liên lạc với hắn. Hiện tại ta không có đủ nhân lực, mới chỉ có ta cùng hai tên đệ tử, thêm nữa lại ngoài tầm tay với, sợ là khó mà tiếp tục thực hiện việc truy tra tiếp, cần trưởng môn điều động lực lượng tông môn phối hợp với bọn ta. Âm như thuật trầm ngâm nói, chính pháp, tâm tình của người ta hiểu, khả năng đây là hành động nội bộ của phiêu miểu các, chúng ta tham gia vào chuyện như vậy có thích hợp không? Ngươi muốn tra thì trực tiếp báo cho phiêu miêu các để bên đó hiệp trợ phối hợp không được sao. Lý chính pháp trầm giọng nói, người liên hệ khai ra một câu, người của phiêu miêu các nói, sở dĩ làm cho hắn tự mình đưa tới mà không dùng tới con đường truyền tin là lo đường đưa tin bí mật đã bị phiêu miêu các nắm giữ, cho nên người biết càng ít càng tốt. chương 2003, công sức không phụ lòng người một Âm như thuật cả kinh, người của phiêu miêu các sợ bị người của phiêu miêu các biết, điều này hiển nhiên là biết phiêu miêu các đang làm gì, không khỏi đi qua đi lại một hồi, chợt dừng bước quay đầu lại nói. Ta sẽ triệu tập chư vị trưởng lão thương nghị việc này. Lý chính pháp giơ tay lên, trưởng môn, tuyệt đối không thể, phiêu miểu các con mặt ở mọi nơi, ngay cả chuyện cửu thánh tự thân xuất mã bắt ra cát chỉ cũng đã bị lộ ra, đã đang tra xét nội gián rồi. Ngài và ta đều không dám chắc chắn trong tông môn có vấn đề hay không, một khi tiết lộ ra cái gì, tâm huyết này của ta liền uổng phí. Trưởng môn, đao đã gác trên cổ của ta và hai tên đệ tử rồi, nếu qua loa không khai báo được gì thì ba người bọn ta chắc chắn sẽ phải chết chắp tay cúi người dáng vẻ khẩn thiết âm như thuật hiểu ý của y người biết càng ít càng tốt lần nữa lưỡng lự hơi do dự thấy ông ta chậm chạp không quyết lý chính pháp lần nữa chắp tay năn nỉ trưởng môn việc này rõ ràng có vấn đề nếu như phát hiện vấn đề mà không tiến hành điều tra sau này bị thánh cảnh phát hiện ra đến lúc đó tông môn cũng chịu tội khó thoát lời này vừa nói ra âm như thuật dừng bước Rốt cục hạ quyết tâm, hỏi: "Ngươi chuẩn bị làm như thế nào?" Lý Chính Pháp làm rõ ràng chuyện này, tại sao không tiến hành liên lạc ở nơi khác lại cố tình định ở gần Sa Mạc Vô Biên, dựa vào việc đó có thể suy đoán, người liên lạc rất có thể đang ẩn mình ở Vô Biên Các. "Chỗ ta không có đủ người, cần điều động số lượng lớn nhân thủ tiến hành bố trí khống chế xung quanh Vô Biên Các, tùy thời làm việc." Âm Như Thuật: "Được, ta cho ngươi quyền được triệu tập nhân thủ cần thiết, chỉ có điều ta nói trước, một khi phát hiện ra bất thường thì cần phải lập tức ngưng hành động, không thể làm sằng bậy liên lụy tới tông môn, bằng không phiêu miểu các có thể bỏ qua cho ngươi, tông môn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lý chính pháp mừng rỡ chắp tay nói, tạ ơn trưởng môn thành toàn, ta tất sẽ cẩn thận hành sự. Ở giữa là dãy núi Hoành Tuyên, một bên là sa mạc minh mông, một bên là cánh đồng hoang vu lạnh vắng. Cạnh con đường cái sát bên cánh đồng minh mông có một cái trấn nhỏ hoang vắng, bình thường bị gió cắt thổi tạo thành lớp vàng đất bẩn thỉu một tay cầm quải trượng, người áo xám bay từ hướng sa mạc tới, bay qua dãy núi vắt ngang, bay qua cánh đồng hoang vu, dừng lại ở bên ngoài trấn nhỏ, chậm rãi quẹo vào trong trấn. Một quán rượu nhỏ ở ngoài cửa bày một cái bàn, bên cạnh bàn có một người đang ngồi chậm rãi uống rượu, sau khi nhìn thấy người đến cầm trên tay quải trượng thì đưa ra ba ngón tay đặt lên bàn, chỉ về hướng đĩa bánh màn thầu. Lúc người cầm quải trượng đi qua bên cạnh bàn thì tiện tay cầm bánh màn thầu trong tay, đi sượt qua người đang ngồi, đi về một đầu khác của trấn nhỏ. Chờ một lúc có hai người bước nhanh vào chấn nhỏ, đi tới một cửa hàng đối diện quán rượu nhỏ, đi vào trong gian phòng, một người chắp tay bẩm báo với Lý Chính Pháp đang ở trong tính hậu. Trưởng lão, người đã rời khỏi chấn nhỏ, đi về hướng Sơn Mạch rồi. Lý Chính Pháp đã dịch dung, được, lập tức ra lệnh cho cơ sở ngầm bố trí ở trong núi nghiêm mật quan sát hướng đi của hắn. Vâng, hai tên đệ tử lĩnh mệnh rời đi, Lý Chính Pháp ăn mặc kiểu tiểu thương cũng ra khỏi cửa hàng nghiêng đầu ra hiệu, bên trong quán rượu nhỏ lập tức có một gã tiểu nhị đi ra, túm người đang ngồi cửa uống rượu vào. Sau đó, một đám người từ các nơi xông ra khỏi trấn nhỏ, phi thẳng về hướng người cầm quải trượng mới rời đi. Sau khi đi qua dãy hoành tuyên lại có hai người xông ra từ nơi ẩn thân trong núi, hành lễ. Lý chính pháp phất tay, ý bảo không cần đa lễ, trầm giọng hỏi. Nhìn thấy mục tiêu đi về hướng nào không? Một người bẩm báo, đi về hướng vô biên các, hai mắt lý chính pháp sáng lên. Tốt, không ngoài sở liệu, quả nhiên là Vô Biên Các. Quay đầu lại hỏi mấy tên phụ trách giám thị, cách ăn mặc và tướng mạo của mục tiêu đã nhớ cả chưa? Nhớ rồi, mấy người đồng thanh trả lời. Lý Chính Pháp hẳn là đối phương sẽ không dùng diện mạo thật, lập tức đưa tin về cách ăn mặc và vóc dáng của đối phương một cách cặn kẽ cho nhân thủ bố trí ở Vô Biên Các, để bọn chúng mở to hai mắt mà nhìn, sau khi phát hiện mục tiêu cần phải theo sát chân đối phương tới điểm dừng chân. Nói cho bọn họ biết Bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ chút gì, hai người một nhóm, giám thị lẫn nhau. "Vâng, có người lĩnh mệnh." Sau đó Lý Chính Pháp nói với một người, "Đưa tin cho cơ sở ngầm bố trí dọc theo dãy núi, xem mục tiêu có rời đi theo hướng khác hay không." "Một người lĩnh mệnh." "Vâng, Lý Chính Pháp đang chờ, chờ tin tức khắp nơi, đợi khi Vô Biên Các truyền tin tới phát hiện ra mục tiêu, bên ngoài lập tức dẫn người chạy tới." Sau khi đến Vô Biên Các, Lý Chính Pháp tìm được người phụ trách bố trí bên này, hỏi mục tiêu vẫn còn ở nhà trọ thiên hồ sao người phụ trách nói vẫn còn ở chúng ta mướn mấy gian phòng ở ngay đối diện với hắn thuận tiện giám thị còn nữa lúc đối phương tiến vào nhà trọ thì không tiến hành đăng ký có thể thấy được trước đó đã ở đây rồi đi đi tới nhà trọ những người khác tiếp tục ở nơi này giám thị lý chính pháp nói nhanh theo người phụ trách đi thẳng đến nhà trọ thiên hồ sau khi đi vào nhà trọ người phụ trách đưa y đi thẳng tới gian phòng đối diện mục tiêu khi vừa vào phòng Lý Chính Pháp lập tức bảo người đang ghé vào cửa sổ quan sát tránh ra, đích thân nhìn một chút, phát hiện có thể quan sát rõ ràng được động tính của gian phòng mục tiêu. Mà mục tiêu bên ở trong gian phòng, đang cầm một tờ danh sách kiểm tra, sau khi xem thì đốt thành cho bụi, hai than khẽ. Gã không phải ai khác, chính là Gia Cát Trì. Dựa theo kế hoạch, gã cần ở đây chờ, không cần làm gì nữa, cũng không cần gã liên hệ với Lam Minh, nói là Lam Minh sẽ chủ động đến tìm gã. Trong một gian phòng khác, Yến Trục Thiên đã dịch dung đang đứng chắp tay. Cửa mở, một gã đệ tử tâm phúc đi vào, đóng cửa rồi đi tới bên cạnh y, thấp giọng nói. Đã bị theo dõi, Yến Trục Thiên Thiên khẽ gật đầu, lấy một phong thư trong tay áo ra. Đi tới phía sau nhà trọ giao cho thủ vệ, nói là bạn cũng đưa cho Lam Minh. Sau khi truyền tin, người lập tức rời đi. Vâng, đệ tử nhận thư lĩnh mệnh rời đi. Phía trước cửa sổ thạch anh ánh lên ánh u lam, Lam Minh đang đứng chắp tay nhìn giao long đang ngao du tự tại trong nước, bản thân gã cũng như đang đi vào cõi thần tiên, không biết đang suy nghĩ gì. Tổng quản ban hải của vô biên các đi tới, đưa một phong thư. Các chủ, có người đưa tin cho thủ vệ, nói là bạn cũ của ngài bảo chuyển tới. Lam Minh, bạn cũ nào, thân sắc của ban hải nghiêm lại, thư này ngài nên tự xem rồi tính. Lam Minh quay đầu xé thư ra, phát hiện bên trên chỉ có vẻn vẹn mấy chữ, bạn cũ lang hồ tới chơi, phòng chữ đinh số 6 xin đợi. Bạn cũ lang hồ, Lam Minh nhíu mày, nhớ lại tình hình gặp thiệu bình ba ở lang hồ không khỏi thấp giọng nói thiệu bình ba tới ban hải lúc nhận được tin kiểm tra thì phát hiện không bình thường ta lập tức tìm người của nhà trọ hỏi thăm xem dáng vẻ và vóc người thì không phải là hắn khóe miệng la minh khẽ nhân một cái không phải thiệu bình ba lúc đó trừ gã và thiệu bình ba ra còn có tên còn lại chẳng nhẽ là người kia đến việc cơ mật như vậy sẽ không để người không quen biết liên hệ cho dù không phải người nọ chắc cũng là người trong cùng một nhóm Gã vẫn muốn biết nhóm người kia là ai, nhưng Thiệu Bình Ba lại không chịu nói cho gã biết. Bây giờ người đến, vừa lúc như ước nguyện của gã, muốn nhìn thử rốt cuộc đối phương là người nào, tránh việc đối phương biết mình mà mình lại không biết đối phương, thật sự là khiến người ta không chắc chắn. Phòng chữ đinh số 6, Lam Minh thì thầm một tiếng, hủy thư đi, quay đầu lại nói. Chuẩn bị cho ta một bộ trang phục và đạo cụ, ta sẽ đi gặp. Vâng, ban hải lĩnh mệnh rời đi chương 2004, công sức không phụ lòng người thai. Rất nhanh, sau khi cải trang và dịch dung, Lam Minh đi ra khỏi các, đi từ sau nhà trọ vào, nhìn xung quanh rồi mới đi tới phòng chữ đinh số 6, gõ cửa một cái. Nghe được, người ghé vào cửa sổ quan sát nói có người chạm mặt với mục tiêu, Lý Chính Pháp lập tức đi tới trước cửa, dán vào khe cửa quan sát, thấy được người tới gõ cửa. Gia Cát chỉ ở bên trong quay đầu đi ra cửa, mở cửa, liếc người đến đã dịch dung, sau đó để đối phương đi vào, đóng cửa lại. Sau khi đi vào quan sát căn phòng một lượt, mắt Lam Minh lần nữa nhìn đối phương, phát hiện thân thể không đúng, không giống người ra tay với mình ở lang hồ, lúc này mới trầm giọng hỏi. Ngươi là người phương nào? Gia Cát chỉ cũng không nói nhảm, giơ tay lên xé mặt giả trên mặt ra, lộ ra hình dáng thật. Lam Minh sửng sốt, nhìn chằm chằm dung mạo của đối phương, phát hiện người này sao lại nhìn quen mặt như vậy, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại, giật mình không nhỏ chỉ vào gã. Ngươi, chẳng lẽ ngươi là Gia Cát Trì? Bây giờ những bức họa phát lệnh truy nã Gia Cát Trì và Hải vô cực được dán ở khắp nơi, vô biên các há có thể thiếu, đương nhiên hắn cũng từng nhìn thấy. Bức họa e là có hơi khác biệt với người thật, nhưng đại khái cũng tương tự, lại liên hệ với việc bên kia giúp Gia Cát Trì chạy được, đương nhiên đã có lời giải cho hoài nghi này. Gia Cát Trì cũng không dối gạt hắn, dựa theo kế hoạch vuốt cằm nói. Không sai, chính là ta. Sau khi được xác nhận, nhất thời Lam Minh có phần luống cuống, kề sát vào gã thấp giọng tức giận nói. Người điên rồi sao, không biết là khắp nơi đang lùng bắt người sao, người còn dám chạy tới nơi này gặp mặt ta. Ngược lại không phải hắn sợ ra các chỉ bị phát hiện mà là sợ mình bị liên lụy. Chạy đến gặp mặt là muốn xác nhận nhóm người kia là ai, kết quả thì hay rồi, lại là Gia Cát Trì, lần này đùa quá trớn rồi. Gia Cát Trì lẳng lặng nhìn hắn không lên tiếng, chỉ là đột nhiên xuất thủ, một phát túm lấy bả vai của Lam Minh khiến hắn không thể động đậy Lam Minh thất kinh, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, nơi đây không phải nơi ngươi làm loạn được đâu. Gia Cát chỉ không có ý gì khác, giơ tay kéo mặt nạ của hắn xuống, xác nhận xem đối phương thật là Lam Minh hay không. Gã từng xem tướng mạo thật của Lam Minh từ chỗ nghiêu hữu đạo, không sai, chính xác là Lam Minh. Thả Lam Minh ra, ném trả lại mặt giả cho hắn. Lam Minh rất phẫn nộ, thế nhưng đối mặt với người như vậy cũng không có cách nào thật sự phát tác, thấp giọng nói. Người tìm ta có chuyện gì? Gia Cát Trì, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta muốn sau này ở lại vô biên các, làm phiền ngươi hỗ trợ sắp xếp phối hợp một chút. Làm mình thấp giọng cắn răng nói, đùa gì thế, chỗ ta là nơi thế nào, đang có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, người muốn chết cũng đừng có liên lụy tới ta, việc này tuyệt đối không được. Nói chung là kiên quyết phản đối, cho dù Gia Cát Trì thương lượng thế nào cuối cùng cũng chỉ có thể tan rã trong không vui. Mang lại mặt giả lên, vừa ra đến trước cửa, làm mình nói nhanh. Nhanh chóng cút đi cho ta, mở rộng cửa đi nhanh. Gia Cát Trì nhìn bên ngoài cửa một lần nữa rồi mới chậm rãi đóng cửa lại. Lý Chính Pháp đang ghé vào khe cửa kiểm tra, lúc này đã nhìn rõ ràng diện mạo của Gia Cát Trì, vẫn là bộ quần áo ban đầu che giấu thân hình của Gia Cát Trì, y cũng chậm rãi rời khỏi khe cửa, nhíu mày, nói thầm một câu. Sao người này nhìn khá quen như vậy nhỉ? Sắc mặt của một người ghé vào cửa sổ thay đổi, đứng dậy run run nói. Trưởng lão hình như là tên trên bức họa phát lệnh truy nã. Kỳ thực lý chính pháp ngẫm lại cũng nhớ tới, dù sao cũng là đuổi theo manh mối tàn dư triệu quốc mà tới, sau khi được nhắc nhở thì bỗng nhiên phản ứng lại, hết hồn nói. Gia Cát Trì, đệ tử gật đầu, hình như là hắn, hẳn là không sai được, có thể khiến cho người nằm vùng cho triệu quốc giao danh sách người ẩn náu, có thể đoán được là người thế nào. Lý chính pháp nhất thời sáng cả mắt, nếu thật sự phát hiện ra Gia Cát Trì thì sẽ lập được công lớn, cửa ải phải chết kia coi như đã qua, Gã có phần hưng phấn đi tới đi lui trong phòng, không ngờ luôn, thật sự không ngờ, công sức không phụ lòng người, lại bị chúng ta bắt được ngay một con cá lớn. Xoa tay, tự mình bắt đương nhiên là không thể rồi, một đám người cộng lại cũng không đủ để người ta giết, chỉ cần báo tin tức này lên là được rồi. Nhớ tới người liên hệ của Phiêu Miểu Các trước đó theo dõi không khỏi tấm tắc hai tiếng. Quả nhiên là có cấu kết với Phiêu Miểu Các, thảo nào có thể biết trước tin tức để chạy, gan thật là lớn, dám ẩn thân ở Vô Biên Các được rồi vừa rồi người liên hệ với hắn là người phương nào đi hỏi người quan sát ở nơi khác đi vâng đệ tử lĩnh mệnh rời đi quay lại các làm mình bị lính gác cửa cản lại tuy là trước đó đã thấy vị này đi ra nhưng lại dịch dung ra vào ai biết có thể có vấn đề gì không đương nhiên là phải kiểm tra một chút đi ra ngoài dễ dàng muốn dễ dàng vào lại liền không dễ như thế nữa có người ở một bên e hèm hai tiếng hai gã thủ vệ nhìn lại chỉ thấy tổng quản ban hải chờ ở một bên nghiêng đầu ra hiệu hai gã thủ vệ lập tức cho đi lam minh đi nhanh vào trong ban hải hiện thân từ một bên bước nhanh đuổi theo cửa mở hai tên đệ tử đi vào đợi cửa vừa đóng lý chính pháp chờ ở bên trong phòng vội hỏi bất luận là người nào tiếp xúc với người quan trọng đều phải theo dõi sát sao có để mắt tới hay không đấy đệ tử phụ trách canh người lắc đầu nói không có cách nào theo dõi được tiếp lý chính pháp hỏi rời khỏi vô biên các rồi sao có thể biết được đi về phía nào hay không Phái người lấy tòa kỵ phi cầm chạy tới điểm đó trước không được ư? Nhìn thấy đệ tử lần nữa lắc đầu, "Trưởng lão, người tiếp xúc với mục tiêu không hề rời đi, mà là đi thẳng vào trong phủ thành rồi." "Cái gì? Lý Chính Pháp sửng sốt, giơ tay lên vuốt râu, sắc mặt có vài phần nghi ngờ, từ từ nói. Quả nhiên là cấu kết với Phiêu Miểu Các, thảo nào dám trốn ở đây, xem ra bên trong Vô Biên Các cũng có nội gian." Hắn vừa nói như vậy, đệ tử theo dõi mới nói bổ sung. "Trưởng lão, Ta thấy nội gian bên trong phủ thành là Tổng quản Ban Hải trong Vô Biên Các. Hai mắt Lý Chính Pháp trợn to lên vài phần, "Ban Hải?" đệ tử theo dõi nói. "Vâng, trước đây lúc ta tới đây có từng gặp, chắc chắn là Ban Hải." Ta thấy người liên hệ sau khi vào cửa lớn của phủ thành thì Ban Hải tự mình lộ diện tiếp ứng, đi chung với người liên lạc vào trong. "Ngươi nói cái gì?" Lý Chính Pháp phản ứng kịch liệt, sắc mặt bên dưới mặt nạ đại biến. "Ngươi nói Ban Hải tự mình tới tiếp ứng sao?" đệ tử theo dõi vuốt cằm nói vâng tuyệt đối không sai được đệ tử tận mắt nhìn thấy lý chính pháp đã nhận ra điều gì đó lần nữa truy hỏi ngươi có nhìn thấy thái độ của ban hải đối với người nọ thế nào không đệ tử theo dõi hai người nhanh chóng đi vào trong không có cách nào quan sát thêm nữa chúng ta cũng không tiện tới gần chỉ có điều có thể nhìn ra thái độ của ban hải với người đó tương đối khách khí nhắm mắt đi theo phía sau nói rồi bản thân y dường như cũng hiểu ra cái gì ngừng lại đúng lúc Thần sắc trong mắt là sự nghi ngờ. Lý Chính Pháp hít ngược một hơi khí lạnh, mặt đối mặt với đệ tử lưu thủ ở đây, thần sắc trong mắt cũng có vẻ kinh nghi bất định. Ban Hải có thân phận gì? Ở trong vô biên các dưới một người trên vạn người, người có thể khiến cho Ban Hải đích thân tiếp ứng cũng đủ để được người khác coi trọng, còn khách khí nhắm mắt đi theo phía sau. Ở trong vô biên các có ai có thể làm cho Ban Hải dùng thái độ như vậy? Thân phận của người tiếp ứng kia làm người ta không dám nghĩ tiếp nữa. Đệ tử theo dõi vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Chương 2005, bất ngờ trong bất ngờ. Bởi vì trước đó gã không theo dõi ở bên này, cho nên cũng không biết hai người thấy được ở đây là người nào, ngược lại thử nhắc nhở một câu. "Trưởng lão, người chấp nối kia dưới một người duy nhất, chính là các chủ vô biên các, Lam Minh, Câm Nghiệp, Lý Chính Pháp đột nhiên quát bảo ngưng lại." Đệ tử theo dõi có phần không hiểu, phát hiện sư huynh ở phía đối diện xua tay với gã ý bảo gã đừng nhiều lời lúc đó mới câm miệng không nói. Còn Lý Chính Pháp thì đang lo lắng đi tới đi lui, Lam Minh. Lam Minh có thân phận gì? Đó chính là con trai của Lam Đạo Lâm một trong cửu thánh. Mới vừa rồi chỉ là hoài nghi người chấp nối với Gia Cát Trì là nội gian trong vô biên các nhưng bây giờ phát hiện ra nội gian này có thể là Lam Minh làm gã lo tới to cả đầu. Là ai không là, vì sao lại cứ là Lam Minh chứ? Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng chuyện trước đây Gia Cát Trì có thể chạy trốn trước khi cửu thánh tự mình tới vây bắt, người đứng phía sau rất có thể là do Lam Minh tiết lộ tin tức. Nếu thật sự là Lam Minh, nói cách khác, Lam Minh đã câu kết với gia cát chỉ rồi. Gã ý thức được việc này phiền phức lớn rồi, là ai đều được, hiện tại có thể sẽ liên lụy tới Lam Minh, một khi việc này lộ ra ngoài, nếu Lam Minh bị bắt đi thì bởi vì hành động của gã, có phải gã cũng sẽ đắc tội với Lam đạo lâm rồi không? Lam đạo lâm không phải người gã có thể chọc nổi, Bách xuyên cốc cũng còn không dám động vào. Vô tình chạm tới tấm màn đen cực kỳ khủng bố, lý chính pháp có cảm giác không rét mà run hối hận hối hận phát điên rồi hối hận đã không nghe lời trưởng môn nói sao lại tham gia vào chuyện như này chứ hiện tại đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan đây cũng không phải là lúc có thể nghĩ tới việc thua tay hay không chuyện lần này đã sử dụng quá nhiều nhân thủ gã không dám chắc chắn hành động lần này sẽ không bị phiêu miểu các biết được nhưng làm lộ tin lam minh ra gã cũng rất sợ mà nếu không báo cáo chuyện này một khi bị lộ ra ngoài, giấu giếm chuyện lớn như vậy mà không báo, kết quả của gã sẽ rất thảm. Cái gì gọi là đâm lao phải theo lao, hiện tại gã sâu sắc cảm nhận được, trong lòng có cảm giác cực kỳ sợ hãi. Giấy và bút mực, Lý Chính Pháp quay đầu ra lệnh, gã muốn đích thân nghĩ mật thư bẩm báo với trưởng môn, xem trưởng môn định đoạt như thế nào. Trở lại bên trong các, vào phòng mình, Lam Minh lột ngụy trang trên mặt xuống, dáng vẻ nhăn nhó khó coi. Ban Hải ở bên cạnh hỏi, "Các chủ, có vấn đề gì thế?" Lam Minh nghiến răng thấp giọng nói, người biết người tới là ai không, vậy mà hắn, hắn là Gia Cát Trì. Hả, ban hải thất kinh, sao hắn lại dám chạy tới đây, chán sống rồi hay sao? Lam Minh cười ha hả nói, đâu chỉ là chán sống, chắc là hắn chê ta cũng chán sống rồi, lại còn cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, muốn ở lâu dài ở đây, còn muốn để ta tới hỗ trợ sắp xếp, tên khốn kiếp này. Ban Hải hết hồn nói, các chủ, chuyện này tuyệt đối không thể bằng lòng được, một khi bị phiêu miểu các phát hiện ra, hậu quả khó mà lường được đó. Tay Lam Minh nhẹ vỗ bàn nói, ta còn chưa hồ đồ, làm sao có thể bằng lòng, nhưng chúng ta cũng không có cách gì để đuổi hắn đi được. Chỉ có điều ta đã nói hết ý của ta rồi, người theo dõi cho ta, hắn đi lúc nào lập tức báo lại. Vâng, Ban Hải vội vã đồng ý. Cái gì, Lam Minh, Yến Trục Thiên đang đứng trong phòng chắp tay chợt xoay người, nghi ngờ nhìn chầm chầm đệ tử báo tin ở trước mặt. Làm thế nào người biết là Lam Minh? Y vẫn chưa báo cho người bên dưới biết người tới chấp nối với Gia Cát Trì là Lam Minh, cũng không báo việc người Lam Minh đi gặp chính là Gia Cát Trì, người phía dưới làm sao biết là Lam Minh. Đệ tử bẩm báo, ta thấy Ban Hải, gã báo cáo tình huống mình thấy được ở bên Lý Chính Pháp. Yến Trục Thiên hết chỗ nói, ý đồ của bên Nghiêu Hiếu Đạo là chỉ cần bại lộ việc Gia Cát Trì tiếp xúc với người của vô biên các là được, nhưng lại không ngờ rằng phương thức bị bại lộ như thế, nếu sớm biết dễ dàng bại lộ như vậy thì sẽ có kế hoạch khác. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Yến Trục Thiên vội hỏi. Bên kia đã phát hiện ra là Lam Minh hay chưa? Đệ tử không biết vị này rốt cuộc là có mưu đồ bí mật gì, chỉ có điều biết vị này tự thân xuất mã chắc chắn là chuyện không nhỏ, trả lời. Bọ ngựa bắt phe sầu, chim sẻ rình sau lưng, bọn họ đang trong tình trạng theo dõi chặt chẽ đối phương, chúng ta nhìn thấy chuyện bên đó, đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy được. Ban Hải bình thường hiện thân giao dịch với bên ngoài nhiều, người từng gặp hắn chắc chắn có không ít. Ai, Yến Trục Thiên đau đầu, quả nhiên vẫn đã xảy ra chuyện. Y phát hiện ra tên Lam Minh kia không khỏi quá mức không cẩn thận. Chỉ có điều cũng có thể hiểu được, căn bản là Lam Minh không biết ra các chỉ đã bị theo dõi. Lần này Y tự mình tới đây, mục đích cũng chính là vì muốn khống chế cục diện, sở kế hoạch lệch khỏi quỹ đạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như hữu đạo bảo Y tự mình đến lèo lái để bảo đảm kế hoạch không có sai lầm. Không ngờ kế hoạch lại thay đổi bất ngờ, quả nhiên vẫn xuất hiện việc ngoài ý muốn làm mình bị bại lộ trước làm y ý thức được, chỉ sợ bên lý chính pháp chưa chắc đã dám báo lên trên. Suy nghĩ của những đại môn phái này y nắm vô cùng chắc. Chuyện này cũng có nghĩa là kế hoạch của Ngưu Hữu Đạo đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tông môn Bách Xuyên Cốc nhận được mật thư của Lý Chính Pháp, sắc mặt của trưởng môn âm như thuật đại biến, gần như là đặt mông ngã ngồi xuống ghế. Lý Chính Pháp lại truy xét được tung tích của Gia Cát Trì. Lại tra ra được Lam Minh có thể đã cấu kết với Gia Cát Trì. Tin tức này làm ông ta trở tay không kịp, có thể nói là bị dọa sợ không nhẹ. Việc nhà Lam Đạo Lâm há là chuyện mà đại môn phái như bọn họ có thể nhúng tay vào. Một khi nhúng tay vào chuyện này, chỉ có thể hạ độc thủ vào con trai Lam Đạo Lâm. Thần sắc trên mặt đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là vô cùng oán hận, oán hận Lý Chính Pháp. Nếu làm lớn việc này lên thì chỉ e không phải ba tính mạng của người đốc trai như Lý Chính Pháp có thể giải quyết được, sợ rằng toàn bộ Bách Xuyên Cốc sẽ phải chịu tai hỏa diệt môn. Bộp! không nhịn được vô án một cái lửa giận không có chỗ phát tiết hận không thể giết sống lý chính pháp nếu sớm biết như vậy thì có đánh chết ông ta cũng sẽ không trao quyền cho lý chính pháp làm hại toàn bộ bách xuyên cốc bị cuốn vào cơn sóng gió động trời này nhưng mà tức giận là tức giận bây giờ nên làm gì mới là vấn đề làm sao bây giờ làm sao bây giờ âm như thuật thật sự không biết kết cuộc nên làm thế nào mới thích đáng hiện tại thậm chí ông ta còn không dám đi thương lượng với các trưởng lão khác tạm thời mượn một đại viện bên trong một khu hào trạch sâu trong đình viện u tính dưới tán cây lớn lá rơi lả tả một cái bàn cờ như hữu đạo và hải vô cực ngồi đối diện nhau đánh cờ lần lượt hạ quân cờ xuống như hữu đạo đương nhiên là không dùng khuôn mặt thật để đối diện trong khi nói chuyện phiếm như hữu đạo chợt chuyển hướng nghe nói hiện giờ bệ hạ có tay nghề làm bánh nướng không tệ hải vô cực có phần dở khóc dở cười chuyện này không phải là do các người sắp xếp sao không phải ta học để che giấu sao không phải là tiên sinh muốn nếm thử tay nghề của ta đấy chứ. như hữu đạo cười ha ha, bán bánh nướng tự tại hay là làm hoàng đế tự tại thế. Tay cầm cờ của hải vô cực chợt cứng đờ, bắt đầu trầm mặc, cuối cùng chậm rãi hạ một quân cờ xuống. Tự tại, ai có thể thật sự tự tại, tiên sinh có thể hay không? như hữu đạo, xem ra bệ hạ vẫn nhớ mãi không quên cố quốc, chương 2006, dung cây dọa khỉ một. Hải vô cực, thu nhà hận nước, chúng ta còn sống, làm sao có thể quên đúng lúc này vân cơ đi tới cúi người lẩm bẩm vài câu bên tai nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo bóc quân cờ đang định đi trong lòng bàn tay híp mắt nói chuyện này đúng là bất ngờ trong bất ngờ làm đại thiếu gia không khỏi cũng quá tự đại rồi để một người ngu ngốc làm việc thảo nào vấn đề cứ lần lượt xuất hiện vân cơ bên kia quan sát được người của bách xuyên cốc dường như không dám hành động thiếu suy nghĩ hỏi làm sao bây giờ nghiêu hữu đạo à một tiếng ánh mắt nhìn vào bàn cờ nếu như đã lên bàn cờ thì không còn do bọn họ định đoạt nữa. Truyền lời qua đó, chuẩn bị rút lui trước. Trước khi rút lui thì làm cho người của Bách Xuyên Cốc biến mất đi một, hai người, làm cho Bách Xuyên Cốc biết khả năng chuyện đã bị bại lộ, dùng cây dọa khỉ, hù dọa một chút, ta xem Bách Xuyên Cốc chúng còn dám giấu giếm không báo hay không. Hắn tin, bằng vào tu vi và thực lực của Yến Trục Thiên, làm cho bên Bách Xuyên Cốc biến mất vài người ở vô biên các căn bản không thành vấn đề. Mà sở dĩ phải chuẩn bị rút lui trước là vì muốn tránh việc Lam Minh bị bắt, bây giờ Lam Minh vẫn chưa thể rơi vào tay cửu thánh được. Bằng vào thực lực của Gia Cát Trì, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bên phiêu miểu các cũng không bắt được gã, trừ phi cửu thánh đích thân tới. Mà thư từ qua lại cần có thời gian, cửu thánh không thể tới nhanh như vậy được. Huống chi hắn còn sắp xếp để Yến Trục Thiên tiếp ứng, theo dõi sát sao để Lam Minh không thể dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Một khi Lam Minh xa lưới, Thiệu Bình Ba sẽ gặp phiền toái. Thiệu Bình Ba mà gặp chuyện, giả vô quần sẽ bại lộ. Dưới tầng tầng bảo vệ, Như Hữu đạo hắn cho dù chuyện có bại lộ thì cũng sẽ là người cuối cùng bị tra được. Đương nhiên cũng có thể diệt khẩu Lam Minh, nhưng bên Lam Minh rốt cuộc có bao nhiêu người biết chuyện Lam Minh liên kết với Thiệu Bình Ba còn chưa rõ lắm, chưa thể vọng động được. Hiện tại hắn muốn ép Lam Minh đi, một khi Lam Minh trốn đi, tình trạng bên Lam Minh hắn đại khái đã biết rõ, người bí mật tham gia cũng phải chạy hết. Vân Cơ vâng lệnh, xoay người rời đi làm việc. Hải vô cực ngồi bên cạnh nghe thì mắt lóe sáng, nhìn theo vân cơ rời đi, ánh mắt lại rời lại trên người Nghiêu Hữu Đạo ở đối diện, chỉ thấy Nghiêu Hữu Đạo từ từ hỏi một câu. Nếu con trai của bệ hạ có mưu đồ làm thái tử, bệ hạ có bỏ qua không? Hải vô cực hơi trầm mặc, lúc này cũng không giả đò kiểu cách gì nữa, hạ thêm một quân cờ. Giết không tha, Nghiêu Hữu Đạo cười ha ha nói. Đúng vậy, bệ hạ cũng có thể nhìn đã hiểu ngay, đám người của môn phái kia lại sợ đầu sợ đuôi, thật sự là vô cùng nực cười lời này chỉ là nói cho có mà thôi bách xuyên cốc há có thể không biết vấn đề là nếu bách xuyên cốc giết chết con của lam đạo lâm sau đó sẽ làm gì đó dù sao cũng là con trai của lam đạo lâm nếu như là đệ tử hay gì đó còn dễ nói một chút liên lụy tới cốt nhục tình thâm thì bách xuyên cốc muốn không cố kỵ cũng khó đến cùng là đang làm cái gì hải vô cực không biết rõ lắm trung quy vẫn không nhịn được mà thử dò xét Suốt cục là tiên sinh đang để ra cát chỉ làm chuyện gì nghiêu hữu đạo sau khi ra cát chỉ trở về không có khả năng gạt bệ hạ đâu. Ngụ ý là để sau ra cát chỉ quay lại rồi ngươi hãn hỏi.